Lục Thánh Trung quan sát người này, lại quan sát không gian trong nội viện. Đi vào nội đường vừa nhìn qua giường như không hề có bất kỳ bầy biện dư thừa gì, có nhiều thứ có vẻ hơi cũ có điều được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, có thể nhận ra sự nghèo khó của người ta, cũng có thể thấy đối phương là người rất chú trọng tố chất, người trèo mà trí không nghèo. a à, không phải đường huynh đã tới trước một bước sao? Sao không thấy đâu? Vào nội đường không thấy người, Lục Thánh Trung hỏi một tiếng. Đàm Diệu Hiển cười khổ, đường huynh vừa đến, ngồi xuống đã ngáy ta không thể làm gì khác hơn là đỡ huynh ấy vào phòng khách nghỉ ngơi lục thánh trung a à một tiếng nói muốn đi xem thử đàm diệu hiển đành phải dẫn gã ra khỏi sảnh đường đến một gian phòng khách đơn giản đi vào nhìn gã thấy có một người nằm trên giường ngáy khò khò trên người còn đắp chiếc chăn mỏng chắp phá đã củ lục thánh trung bước lên nhận ra người kia đường huynh đường huynh lúc lắc người ta còn lặng lẽ ra tay điểm huyệt để hắn ta khó tỉnh dậy nói là dẫn ta tới gặp bằng hiếu bản thân huynh ấy lại ngủ quên trời đất, sao lại có lý như vậy chứ? Lục Thánh Trung đứng bên cạnh giường thấy gọi người ta mãi không tỉnh bèn lắc đầu buông tiếng thở dài. Uống nhiều quá rồi, đàm diệu hiền cười một tiếng, đưa tay mời Lục Thánh Trung trở về ngồi. Trở về phòng, Lục Thánh Trung nói lời khách sáo, mở rượu thịt mang đến ra. Đàm diệu hiền lập tức lấy chén đũa trong nhà đến, cuối cùng hai người ngồi với nhau cùng nâng ly cạn chén giới thiệu lẫn nhau. Có thể nhận ra đàm diệu hiền là một bạch diện thư sinh tuổi lượng không cao, mới khách sáo tiếp người ta vài ly mặt đã đỏ lên, xua tay bày tỏ không thể uống tiếp. Có điều rượu vào mặt nóng, người thân quen hơn, nói chuyện không câu nệ nữa. Lục Thánh Trung thử thăm dò, nghe nói đàm huynh rất giỏi thi từ, còn từng gia nhập thi từ xã của nữ nhi thứ sử thiệu đại nhân tổ chức. Không nhắc đến thiệu liễu nhi còn đỡ, nhắc đến thiệu liễu nhi, đàm diệu hiền liên tục nói tử lượng không tốt lại chủ động ôm vào rượu tự rót cho mình, hết chén này đến chén nọ, Tự mình uống tự mình rót, nhanh chóng uống đến mức đôi mắt y cũng lờ đờ mông lung. Mắt Lục Thánh Trung lóe lên, "Đàm huynh, cớ sao không nói gì?" Đàm Diệu Hiền ở rượu, khoát tay nói, "Chuyện thương tâm, không nhắc đến thì hơn." Trên mặt cũng mang vẻ đau thương, Lục Thánh Trung đưa tay chụp miệng vào rượu, chủ động rót rượu cho y, "Hẳn ta đã nói sai điều gì?" Đàm Diệu Hiền lắc đầu, "Lý huynh hiểu lầm, thì từ xã đã giải tán, nhắc tới cũng không có ý nghĩa gì." Dứt lời y ngửa đầu uống chạn một chút, Lục Thánh Trung lại giúp y rót rượu, đang yên đang lành sao lại giải tán. Có phải nữ nhi thứ sử đại nhân không vui rồi không? Đàm Diệu Hiền ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, không liên quan gì tới nàng, nói cho cùng, là ta vô dụng thôi. Máy hát vừa mở, dưới tử lực hỗn loạn, y bắt đầu nói không lựa lời rồi. Lục Thánh Trung nghe vậy ngạc nhiên, ngầm nghe ra ý tứ trong lời đối phương. Tên này dường như đã nảy sinh tình yêu nam nữ với thiệu liễu nhi, Dường như Đàm Diệu Hiển không muốn nhắc đến chuyện này nhưng rõ ràng say rượu đầu óc không tỉnh táo, không thể quản được miệng mình. Cơ hội tốt như vậy, Lục Thánh trung sao lại bỏ lỡ, Đàm Diệu Hiển chuyển sang chủ đề khác cũng bị gã kéo trở lại, cố ý dùng lời lẽ kích thích. Đàm Diệu Hiển là một thư sinh không dành thế sự, sao có được thủ đoạn như gã, chỉ lát sau chuyện giữa mình và Thiệu Liễu Nhi đã bị moi mất 7, tám phần. Thì từ xã cũng là nơi lần đầu y gặp mặt Thiệu Liễu Nhi, hai người cùng nhặt một tờ giấy rơi dưới đất nên đụng phải nhau lúc ngẩng đầu nhìn nhau hai người đã nhớ kỹ đối phương sau đó trong thi từ xã đều vô tình hoặc cố ý tới gần nhau thời gian dần trôi qua đàm diệu hiển thích thiệu liễu nhi thế nhưng tự nhận ra thế bối cảnh không xứng với người ta một mực dấu giếm trong lòng không dám thổ lộ ai ngờ thiệu liễu nhi lá gan lớn hơn y một lần nọ đã xé rách tấm màn mỏng thổ lộ tấm lòng hỏi ý y đàm diệu hiền khó kìm lòng nổi cũng bày tỏ tương đối mà nói đàm diệu hiền tương đối tự do nhà thiệu liễu nhi quản lý tương đối chặt thế là hai người cũng chỉ có thể mượn thi từ xã tụ hội mới có thể gặp mặt lúc gặp chuyện khác người nhất hai người làm cũng chỉ là ngượng ngùng lén nắm tay cũng không có cơ hội làm chuyện gì quá giới hạn chủ yếu là đàm diệu hiển tương đối cổ hủ thủ lễ còn thiệu liễu nhi cũng tương đối sợ đại ca đại quyền trong tay của mình một lời lời nói là có thể quyết định sinh tử người ta về sau đàm diệu hiển thực sự khó nhịn được nỗi khổ tương tư nói với thiệu liễu nhi định không biết tự lượng sức mình đến thiệu gia cầu hôn Tiểu Liễu Nhi giật nảy mình, ca ca của nàng là hạng người gì, nàng ít nhiều biết một chút, Bảo Đàm Diệu hiển chờ một chút, nói là tìm cơ hội thuyết phục người nhà. Kết quả không đợi đến lúc Thiệu Liễu Nhi thuyết phục được mà đợi được thi từ xã giải tán, sau đó không còn gặp lại Thiệu Liễu Nhi nữa. Nghe Thiệu Liễu Nhi nói, nguyên nhân do Thiệu Bình Ba đại ca nàng phản đối, dường như Thiệu Bình Ba biết quan hệ của nàng với y. Nói đến đây, Lục Thánh Trung thắc mắc, "Đàm huynh, sau đó không phải huynh không gặp lại Thiệu tiểu thư sao?" làm sao nghe được thiệu tiểu thư nói, hẳn là sau đó lại gặp mặt, gã còn tưởng rằng đàm diệu hiển nói là lời say. Đàm diệu hiển đã một tay đỡ đầu cười ha ha tự diễu một tiếng, mắt say lờ đờ nhập nhèm, chậm rãi ngâm nga từng chiếc lá khô đưa tình thôi. Đợi y hàm hồ nói ra chân tướng, lục thánh trung rất cạn lời. Gã phát hiện nam nữ trong tình yêu thật sự rất lợi hại, so với lục thánh trung gã còn lợi hại hơn, phủ thứ sử phòng bị khó phá vậy mà vẫn bị đôi nam nữ này công phá. Trong lâm viên phủ thứ sử có dòng nước thông ra bên ngoài, người không vào được nhưng lá cây có thể thuận theo dòng nước trôi vào, đôi nam nữ này đã đâm chữ trên lá, để lá cây trôi ra trôi vào truyền đạt tình yêu, để giải nỗi khổ tương tư của hai người. Hai người đã hẹn trước thời gian thả lá cây, sợ chỉ một chiếc sai sót còn gửi rất nhiều chiếc lá, việc này cần động lực và sự kiên nhẫn lớn nhường nào mới có thể làm được đây. Trong thời gian đã hẹn, Đàm Diệu Hiển sẽ thả những chiếc lá cây đã chuẩn bị sẵn từ thượng du vào trong dòng nước. Thiệu Liễu Nhi sẽ chờ sẵn ở lâm viên vớt lá cây trôi vào trong thời gian đã hẹn. Sau đó Thiệu Liễu Nhi sẽ thả chiếc lá cây đã đâm chữ xong xuống trong thời gian đã hẹn, Đàm Diệu Hiển thì lại ở hạ du Thiệu phủ vớt lá cây trong thời gian đã hẹn. Hai người luôn liên lạc như vậy, cũng bởi vậy Đàm Diệu Hiển mới biết chuyện thi từ xã giải tán có liên quan đến Thiệu Bình Ba, biết Thiệu Liễu Nhi bị Thiệu Bình Ba quản chặt không cho ra ngoài. Chương 330, uổng là người đọc sách hay đàm diệu hiển vốn định dựa vào sự dũng cảm của tuổi trẻ nhiệt huyết đi tìm thiệu bình ba ngả bài muốn cưới thiệu liễu nhi ai ngờ hiện thực thi nhau kéo đến đã đánh gục y đầu tiên thư quán y đang dạy học cho y nghỉ việc thế là y đi tìm nơi khác dạy học ở nội thành bắc châu y cũng có chút danh tiếng nếu không một thư sinh nghèo không tiền không bối cảnh cũng không có tư cách vào thi từ xã của thiệu liễu nhi cho nên tìm đường sống cũng khá dễ dàng nhưng vấn đề là vừa mới dạy chưa được một hai ngày bên thuê lập tức lại kiếm cớ cho y nghỉ việc nếu một nhà thì cũng thôi đi sau đó cứ liên tiếp như vậy về sau y bất đắc dĩ đổi sang nghề khác nhưng đa phần vẫn thế dần dần không tìm được việc làm nguồn sống bị chặt sinh hoạt khó khăn y bắt đầu cầm cố đồ đạc trong nhà duy trì cuộc sống nên mới miễn cưỡng trèo trống cho tới bây giờ y cũng không quá ngu ngốc cũng ý thức được có lẽ có liên quan đến thiệu gia mặc dù thiệu gia không có nói rõ nhưng cũng đồng nghĩa đã bày tỏ không muốn y ở cạnh thiệu liễu nhi ý tứ đã rất rõ ràng người ngay cả bản thân cũng không tự nuôi sống được, dựa vào cái gì mà cưới thiệu liễu nhi. Sự thật cũng là như vậy, ngay cả sinh hoạt cơ bản cũng thành vấn đề còn đi tìm thiệu bình ba ngã bài thế nào. Người ta đã đâm trúng điểm yếu để nhắc nhở ngươi, ngươi còn cần chạy tới trước mặt người ta lý lẽ gì nữa. Bối cảnh ra thế hai bên tranh lệch quá xa, càng nghèo khó sẽ càng nghĩ tới cấp bậc, nghĩ bình thường thiệu liễu nhi ăn dùng có cấp bậc gì. Cho dù thiệu ra không ép mình thì mình có thể nuôi nổi sao. Trong lòng bi thương, cuối cùng y bị hiện thực đánh gục bỏ đi suy nghĩ kia giờ chỉ nghĩ mình phải sống tiếp thế nào đây y cũng biết tình hình này sẽ không kiên trì được ở thành bắc châu lâu đồ đạc có thể cầm cố trong nhà đã gần hết rồi muốn tiếp tục sống ngày phải rời khỏi thành bắc châu đã không còn xa y cũng đã chuẩn bị xong sau khi đồ có thể cầm trong nhà đều cầm rồi sẽ bán căn nhà phụ mẫu khi còn sống lưu lại đi cầm một khoản tiền làm lộ phí lòng đầy thê lương đi tha hương giấc mộng đẹp không thực tế kia cũng nên tỉnh lại rồi nói đến đây Đàm Diệu Hiển rơi lệ, cũng gục xuống bàn ngủ thiếp đi, có điều vẫn còn mộng mị hai câu, Liễu Nhi. Liễu Nhi, Đàm huynh, Đàm huynh, Lục Thánh Trung lay vai đối phương gọi liên tục vài tiếng, không thể đánh thức, đối phương cũng thực sự ngủ thiếp đi rồi. Ngồi trở lại vị trí của mình, Lục Thánh Trung nhận ra, tên này đã bị ép đến mức này còn không chịu đi, còn đợi đến khi cầm hết đồ có thể cầm trong nhà mới đi, có thể thấy trong lòng vẫn chưa buông bỏ được Hiệu Liễu Nhi, vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Nghe đàm diệu hiển nói mớ trong mộng, lục thánh trung lắc đầu, cảm thấy buồn cười. Phát hiện vị này cũng thật là cổ hủ, có thể tán ngã được hiệu liễu nhi mà không có ý định mượn cảnh cao thiệu ra phát triển mà còn nghĩ đến chuyện không nuôi nỗi thiệu liễu nhi, tự dày vò mình, tự làm mình khó chịu. Nếu người thật sự cưới được thiệu liễu nhi, có thiệu ra, sinh hoạt sẽ còn là vấn đề sao? Mù quáng lo lắng chuyện vô ích, có điều gã cũng không định nói với đàm diệu hiển mấy đạo lý này, nói những thứ này với dạng thư sinh chưa vứt cốt khí cũng vô dụng ngược lại người ta sẽ cho rằng ngươi đang vũ nhục hắn ta loại người này nhất định phải để hiện thực cuộc sống trong tương lai thật sự hàng phục thì mới chịu cong lưng được đi qua đi lại trong phòng bản thân lục thánh trung cũng cảm thấy bất ngờ chạy đến thăm dò một chút không ngờ lại thăm dò ra chuyện thế này giờ gã đã, đã hiểu ra lúc trước vì sao võ thiên nam không nói không phải không nói mà là kiêng kỵ thế lực hiệu gia không dám nói lung tung ngay cả võ thiên nam cũng có thể nhìn ra có thể thấy quan hệ mập mờ của đàm diệu hiển và thiệu liễu nhi căn bản không phải bí mật ở thi từ xã những người khác cũng đã sớm nhìn ra manh mối chỉ có hai người trong cuộc là kẻ ngốc tưởng người khác không biết mà thôi đúng là người trong cuộc u mê người ngoài cuộc tỉnh táo điều khiến lục thánh trung nghi ngờ là thiệu bình ba cũng không phải loại lương thiện gì thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết không đồng ý sao đàm diệu hiển này còn có thể không việc gì ở nội thành bắc châu nếu nói thiệu bình ba khinh thường không thèm để ý Vậy sao lại sử dụng những thủ đoạn này với nhân vật nhỏ bé như Đàm Diệu Hiển? Ngày hôm sau, Đàm Diệu Hiển mê man trên giường mở to hai mắt, chầm chậm chống người bò dậy, nhớ lại tối hôm qua, hẳn là mình đã uống quá nhiều. Y nhìn xung quanh, là phòng ngủ của mình, cũng không biết mình trở về phòng nằm ngủ bằng cách nào. Vỗ vỗ cái đầu hơi đau, phát hiện tối qua đúng là mình đã uống quá nhiều, y chưa từng uống nhiều rượu như vậy bao giờ. Y ngửi thấy bên ngoài có mùi thơm của cháo liền thả chân mang giày, choàng áo khoác mở cửa bước ra, vừa ra khỏi phòng bị ánh mặt trời chiếu trói mắt mới phát hiện mình đã ngủ một giấc đến trưa. Đàm huynh tỉnh rồi, đàm diệu hiền nghe tiếng nghiêng đầu nhìn lại, thấy người đứng dưới mái hiên không phải Lý Huynh hôm qua còn có thể là ai. Y hơi xấu hổ, không muốn chật vật thế này gặp khách, nhanh chóng kéo lại áo khoác ngoài. Sau khi đọc sách minh lễ y rất hiếm khi quần áo không chỉnh tề trước mặt người ngoài. Sau đó y bước nhanh tới chắp tay nói, Lý Huynh, là ta cản rỡ lục thánh trung cười ha ha thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng không sao nhớ lại chuyện tối qua đàm diệu hiển hỏi đường huynh đâu lục thánh trung cười hắn tỉnh từ sớm thấy huynh ngủ say sáng sớm đã đi rồi nói để hôm khác trở lại thăm huynh đàm diệu hiển vỗ vỗ cái chán than thở tự trách mình đãi khách không phải đạo lục thánh trung chỉ về phía phòng bếp có nấu nồi cháo đợi đàm huynh tỉnh lại dùng đàm huynh đi tắm rửa trước đi Đàm Diệu Hiển xấu hổ chắp tay, bước nhanh rời đi rửa mặt sửa soạn. Đợi y sửa soạn xong, Lục Thánh Trung cũng bưng một bát cháo lớn đến sảnh đường, hai người vừa ngồi nói chuyện phiếm vừa chậm rãi dùng. Trên bàn cũng không có gì ăn chung với cháo, trong phòng bếp chỉ có ít rau muối, biết ra cảnh y không tốt, Lục Thánh Trung cũng miễn cưỡng thích ứng. Đàm Diệu Hiển ăn rất nhã nhặn, rất hợp với vẻ thư sinh sạch sẽ của y. Có vài lời vốn định chờ y ăn xong mới nói, thấy cách ăn nhau chậm nuốt kỹ của y còn chẳng biết đến lúc nào mới ăn xong, Lục Thánh Trung đành phải không khách khí, mở miệng nói, lá khô đưa tình, đàm huynh thật thanh nhã. Đàm Diệu Hiền ngẩng đầu sướng sờ, khẩn trương nhìn chằm chằm gã, hỏi, Lý Huynh nói lời này là có ý gì? Lục Thánh Trung cười nói, đàm huynh, tối hôm qua huynh uống nhiều quá, nói một vài lời tận đáy lòng, chuyện của huynh và thiệu liễu nhi ta đã biết rồi. Sắc mặt đàm Diệu Hiền thay đổi, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt hơi bối rối, trong lòng vô cùng ảo não, trách mình say rượu hỏng việc lục thánh trung nhấn tay ra hiệu y ngồi xuống đàm huynh đã thành thật với ta ta cũng sẽ không đi nói hưu nói vượn cho nên không cần căng thẳng bờ môi đàm rượu hiển mím chặt siết chặt đôi đũa trong tay cúi đầu chậm rãi ngồi xuống ai ngờ mông vừa đặt xuống ghế y lại nghe lục thánh trung thản nhiên nói tha thứ ta nói lời không nên nói loại người như đàm huynh ta thật sự xem thường uổng là người đọc sách chỉ là tiểu nhân thôi ồ đàm rượu hiển ngạc nhiên ngẩng đầu Lục Thánh Trung lại bổ nói, người ta một nữ tử, còn dám chủ động thổ lộ với huynh, còn huynh thì sao? Cũng vì đàm huynh mới hại người ta thành ra thế này, mất tự do không ra được khỏi cửa là việc nhỏ, người ta là tiểu thư khuê các, gặp gỡ riêng tư động tình với huynh, danh dự chôn trong tay huynh bảo sau này nàng gả đi thế nào đây? Từng lén lút gặp gỡ riêng tư với nam nhân khác sẽ khiến nhà chồng tương lai của nàng nhìn nàng như thế nào? Người nhà trách phạt nàng là chuyện dễ hiểu, e là không biết nàng đã phải chịu bị bao nhiêu ủy khuất, người ta sợ huynh lo lắng nên đã từng tố khổ với huynh bao giờ chưa? chương 331, đưa tình, đàm diệu hiền lại bỗng nhiên đứng lên, bộ ngực phập phồng, cảm xúc rõ ràng hơi kích động, mặt mày đau khổ tự trách. Lục Thánh Trung cũng đứng dậy theo, còn đàm huynh thì sao? Biết rõ thiểu cô nương đang chịu khổ vì huynh, lại không biết nghĩ cách để giải quyết vấn đề mà chỉ sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau, vì chút tự tôn nhỏ bé đáng thương của mình khiến một nữ nhân im lặng chịu khổ, thậm chí là còn muốn bỏ đi để lại tất thảy quả đắng cho một mình thiệu cô nương gánh vác đàm huynh huynh có còn là nam nhân không huynh không phải tiểu nhân thì là gì chính là kẻ viểu nhân vô tình vô nghĩa tự tư tự lợi sách đắc đọc vào bụng chó hết rồi gã chỉ vào đối phương mắng đàm diệu hiền bị chửi xấu hổ khó nhịn thống khổ cúi đầu nói là ta không xứng với nàng lục thánh trung lập tức ép hỏi đã biết không xứng với người ta cớ gì lại trêu chọc người ta huynh có lòng xấu gì nếu huynh quang minh lỗi lạc không có lòng dạ gì lúc ấy nên từ chối, cắt đứt từ sớm, không cần phải hủy danh dự của người ta, cũng không cần phải khiến người ta chịu cái nội này. Huynh dám nói lúc đó huynh không có suy nghĩ xấu với thiệu cô nương không? trêu chọc rồi lại nói không xứng, huynh khác gì những tên tiểu nhân hèn hạ bội tình bạc nghĩa kia chứ? Đàm diệu hiền nhắm mắt, trên mặt chảy xuống hai hàng lệ nóng, ngẩng đầu thở dài, lý huynh, huynh đừng nói nữa, là ta hại nàng, đều là lỗi của ta, muôn lần chết khó chối được tội, hai lục thánh trung buông tiếng thở dài vòng qua bàn đi tới đưa tay đập lên đầu vai y đàm huynh ta nói có lẽ hơi khó nghe theo lý cũng không đến phiên người ngoài như ta nói những lời khó nghe này nhưng tối qua đàm huynh đã trải lòng với ta ta há có thể nhìn đàm huynh tiếp tục hồ đồ đàm huynh không ngại nghĩ lại xem huynh có tài đức gì huynh có quyền thế hay gia tài bạc triệu Thiểu cô nương đã có thể chung tình huynh há là loại chỉ quan tâm đến những vật ngoài thân kia chứ những lời này chỉ là lời cổ vũ và lừa dối, thực ra ngay cả bản thân Lục Thánh Trung cũng không coi trọng y và Thiệu Liễu Nhi, thân phận bối cảnh của hai người chênh lệch quá xa. Với khoảng cách cực lớn này không phải thích là có thể bù đắp được vấn đề, tầm mắt, trải nghiệm, kiến thức của hai người đều khác biệt, cấp bậc sinh hoạt, thói quan của hai người khác biệt đến mức khó mà gật bừa. Ngay từ đầu có thể tất cả đều che đậy bởi kích tình, sau khi bình tĩnh lại đủ kiểu mâu thuẫn sẽ bộc lộ ra, cả hai không hợp nhau, trừ phi đàm diệu hiển này có thể nhanh chóng tiến bộ, nếu không căn bản sẽ không thích hợp ở cạnh nhau chắc chắn thiệu ra nhìn thấy rất rõ chưa hẳn tất cả đều vì ngại bần yêu nghèo nhưng đàm diệu hiền nhấc tay áo lau nước mắt kinh ngạc nhìn lục thánh trung câu nói sau cùng dường như đã thức tỉnh y vừa đối mắt lục thánh trung khẽ gật đầu đối ý ý cổ vũ y hai mắt đàm diệu hiền tỏa sáng mười ngón tay đan sen trước ngực đi tới đi lui trong sảnh vội vàng kích động nhưng dũng khí đến nhanh đi cũng nhanh y nhanh chóng từ từ đi đến cạnh bàn ngồi xuống vịn mép bàn cúi đầu nói ý tứ thiệu gia ta hiểu ta bằng lòng thì có ích gì thiệu gia không đồng ý ta biết làm sao chỉ e ngay cả cơ hội được nhìn thấy liễu nhi cũng không có trong lòng lục thánh trung thầm mắng vậy sao người biết rõ ở bắc châu không sống nỗi mà không chịu đi chẳng phải vẫn còn ôm hy vọng sao bước nhanh đến trước mặt y cúi người nói thiệu gia không cho gặp sao bản thân huynh không nghĩ cách gặp Đàm diệu hiền ngẩng đầu thiệu gia bảo vệ xâm nghiêm không cho liễu nhi ra ngoài ta biết vào như thế nào Lục Thánh Trung, lá khô được tình, không phải huynh có thể liên hệ với thiệu cô nương sao? Huynh không vào được có thể nghĩ cách để thiệu cô nương ra. Đàm Diệu Hiền, trong nhà trông chặt nàng không cho ra ngoài, nàng làm sao ra được? Lục Thánh Trung, nếu có thể tùy tiện ra vào còn cần ở đây nghĩ cách à? Trước tiên huynh liên hệ thiệu cô nương, hỏi thử có gì cực khổ không, chúng ta xem thử có thể giải quyết không, nếu thực sự không thể giải quyết thì thở ngắn than dài cũng không muộn. Huynh ngay cả thử cũng không thử đã sợ hãi trước, đây há là chuyện nam tử hán đại trượng phu nên làm, là do Đàm huynh hèn nhát, hay do mảnh chân tình của Thiệu cô nương bị mù mắt. Đàm Diệu Hiển bị lời của gã kích thích muốn hành động ngay, y lại đứng lên nhưng rồi nhanh chóng ỉu xìu, cho dù Liễu Nhi ra ngoài, Thiệu gia cũng không đồng ý chúng ta ở cạnh nhau thì làm được gì chứ. Lục Thánh trung im lặng, gã không chịu được loại thư sinh không quả quyết, lo trước lo sau này. Chuyện còn chưa bắt đầu làm mà đã bị khó khăn làm cho khó xử nghĩ không thông gã thở dài nếu thiệu cô nương có thể ra ngoài muốn thiệu gia đồng ý rất đơn giản đàm diệu hiển dương mắt nhìn thành khẩn nói mong lý huynh dạy ta lục thánh trung mang thiệu cô nương bỏ trốn đi đến một nơi thiệu gia không thể tìm thấy các người tự nhiên có thể thiên trường địa cửu cái này cái này không thích hợp lắm thì phải đàm diệu hiển hơi xấu hổ có vẻ cũng có chút động lòng xấu hổ nói chỉ sợ liễu nhi cũng sẽ không đồng ý lục thánh trung vậy trước tiên gạo nấu thành cơm thiệu cô nương một khi thành người của huynh tự nhiên sẽ bằng lòng đi theo huynh cho dù nàng không muốn bỏ trốn ván đã đóng thuyền thiệu gia cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực phải không nào tất cả khó khăn dĩ nhiên cũng dễ giải quyết thôi đàm diệu hiền ngượng ngùng đây không phải hành vi quân tử lục thánh trung không chịu nổi tên ngốc cổ hủ này xoay người rời đi chuẩn bị bước ra sân hít thở không khí đàm diệu hiền lại cho là gã bỏ đi khó khăn lắm mới gặp được một kẻ không sợ thiệu gia có thể thực sự nghĩ cách cho y y vội chụp lấy tay lục thánh trung nói lý huynh ta suy nghĩ thêm một chút lục thánh trung dừng bước quay đầu nhìn y từ trên xuống dưới biết y đã động lòng liền hỏi huynh muốn làm ngụy quân tử làm trái với bản tâm hay muốn ở cùng với thiệu cô nương cái này đàm diệu hiền xấu hổ mở miệng cuối cùng khẽ gật đầu lục thánh trung định hỏi y gật đầu là có ý gì nhưng nghĩ lại tên này ra mặt rất mỏng nên cũng không làm khó dễ gỡ bàn tay đang lôi kéo của y ra vuốt cằm nói được vậy mau chóng liên hệ với thiệu cô nương hỏi thăm nàng tình hình bên kia xem thử khi nào mới có thể giúp nàng ra ngoài nội ứng ngoại hợp không chừng sẽ có cơ hội đây mới là mục đích thực sự của gã gã biết gây sự ở đây rất nguy hiểm nhưng như hữu đạo nhất định bắt gã làm vậy gã còn có thể làm gì muốn quay về cũng phải làm được một hai việc để bàn giao phải không nào thế nhưng bên thiệu gia đã đánh rắn động cỏ rất khó công phá nữa vất vả lắm mới mò được một lỗ hổng đương nhiên gã muốn thử một chút xem thử có thể có đột phá gì không nếu như có được đột phá gì nếu có thể bắt cóc thiệu liễu nhi, nếu có thể lừa gạt thiệu liễu nhi đến quận Thanh Sơn sẽ không cần ở đây mạo hiểm nữa, cũng có thể bàn giao với Nhiêu Hữu Đạo, cũng đến phiên Nhiêu Hữu Đạo có bày tỏ gì đó với nội bộ ngũ lương Sơn về địa vị của gã. Bản thân gã làm mấy chuyện thầy thực ra cũng hơi ngán. Bản thân gã đôi lúc ngấm lại cũng cảm thấy trách bản thân, lúc đầu khi ở bên Vương Hoành, bên cạnh Vương Hoành có không ít tu sĩ Kim Đan, vì sao gã là một tu sĩ trúc cơ lại có thể đứng vững, chỉ có thể ra sức thể hiện năng lực ở vài phương diện, kết quả tốt rồi, gã được Vương Hoành yêu thích, về sau gặp phải những chuyện thế này Vương Hoành sẽ để gã đi làm. Đi huyện thương lừa ám sát nghiêu hữu đạo chính là ví dụ. Ngay cả chuyện những tu sĩ kim đan khác cũng không nắm chắc, Vương Hoành cũng mặc kệ, vẫn ép gã đi. Bởi vậy bây giờ rơi vào tay nghiêu hữu đạo, chắc là nghiêu hữu đạo cũng nhìn thấy năng lực của mình ở phương diện này nên ép mình đối phó với thiệu bình ba. mươi 332, hữu kinh vô hiểm một Gã thật sự ngán rồi, thường xuyên đi lại bên biên giới nguy hiểm gã cũng sợ rồi, biết cứ tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Đàm Diệu Hiền nhìn sắc trời bên ngoài, vẫn chưa tới giờ, đợi chẳng vạng tối đã, ta cũng phải đi chuẩn bị một chút. Lục Thánh Trung lập tức hỏi, chuẩn bị gì, có cần ta hỗ trợ không? Cái này không cần, Đàm Diệu Hiền lắc đầu, bước nhanh vào trong sân, nhặt bảy tám cái lá cây dưới gốc cây. Trở về y cầm kim may, ngồi trước bàn nâng lá, cầm kim trần trừ một lúc, bỗng hỏi, Lý Huynh, viết cái gì? Lục Thánh Trung, huynh muốn gặp nàng, hỏi nàng thử có cách gì không? Đàm Diệu Hiền lắc đầu, lời này trước kia từng hỏi, nàng không có cách nào cả. Lục Thánh Trung, vậy huynh nói huynh sắp rời khỏi Bắc Châu, muốn gặp nàng một lần cuối, hỏi nàng ra ngoài gặp khó khăn gì, cùng thương lượng cách giải quyết, ừm, đại khái là vậy đấy. Đàm Diệu Hiền muốn nói lại thôi, có điều hôm nay đã bị mấy lời của Lục Thánh Trung dạy dỗ, Trung Quy cũng đã cổ vũ được khí khái nam nhi, cuối cùng đã quyết tâm liều mạng, không thèm đếm xỉa gì nữa đặt phiến lá bên bàn, dựa bàn, kim may liên tục đâm đâm xuống, đảo mắt từng dòng chữ nhỏ xuất hiện trên phiến lá. Thủ pháp này, Lục Thánh Trung ở bên ngẩn ngơ, quả thực nhìn mà than thở. Còn tưởng rằng đâm chữ trên lá rất phiền phức, giờ mới phát hiện, thủ pháp của con mọt sách này rất thuần thục, tốc độ cực nhanh, đây rõ ràng đã được luyện. Thật không hổ là người đọc sách, điều khiến Lục Thánh Trung càng cạn lời là, chữ trên phiến lá gã không hiểu, họ dùng mật ngữ, chắc chắn đã hẹn ước với Thiệu Liễu Nhi chẳng trách lại có thể viết trước mặt gã như vậy gã còn định thăm dò thử nếu cần có thể giả mạo đàm diệu hiển liên lạc với thiệu liễu nhi bây giờ xem ra không có được phương thức phiên dịch mật ngữ e là không được lúc này gã cũng chỉ có thể cảm khái đôi tiểu tình nhân này đúng là rất bỏ tâm tư đồ đã chuẩn bị xong đợi gần đến thời gian bước ra trước cửa đàm diệu hiển liền lấy quyển sách ra kẹp mấy phiến lá đã trích chữ xong vào trong sách sách đã cầm trong tay lá cây đâm chữ cũng đã mang y hỏi lục thánh trung lý huynh thời gian đã gần đến rồi. Lục Thánh Trung vẫn ngồi đấy, ha ha nói, địa điểm bí mật, ta không nên đi thì hơn. Một mình đàm huynh đi đi, ta ở đây chờ huynh quay về. Dù sao gã cũng không thể công nhiên ra ngoài lộ diện với đàm diệu hiển. Được, đàm diệu hiển gật đầu đồng ý, y cũng không tiện diễn kịch để người ta xem. Sau khi mắt nhìn y ra khỏi cửa, Lục Thánh Trung liền lộ mặt ngay đầu tướng, mắt nhìn theo, sau đó nhanh chóng leo tường từ một phía khác ra ngoài. Trong thành có mương nước dẫn nước ngoài thành vào, nước sinh hoạt của rất nhiều người trong thành đều bắt nguồn từ đây. Bên mương nước có người giặt quần áo, rửa rau, còn có những đứa trẻ nghịch nước, người hai bên đường qua lại không ngớt, trên mương nước có cầu, phong tình dưới ánh trời chiều. Ở thượng du khá yên tĩnh của mương nước có một khe nước được chia dòng ra nối thẳng vào phủ thứ sử, dòng nước sau khi uốn quanh phủ thứ sử thì ngoặt lại lại chảy ra một lối khác. Cảnh vật nơi này tĩnh mịch, là nơi người đọc sách thường tới lúc đàm diệu hiển tới đây đã có vài người đọc sách khác hoặc cầm sách vừa đi vừa đọc hoặc cầm sách chắp tay sau lưng hoặc đi qua đi lại ngâm tụng y cũng là một trong số những người tản bộ ở đó có điều y khá tao nhã thích hái vài phiến lá ven đường lắc lư nơi tay xem sách xem một chút lại bất chi bất giác tiện tay ném đi rồi lại bất chi bất giác hái một phiến lá khác lúc đi qua đi lại ngang qua rãnh nước nhỏ thông đến phủ thứ sử trong lúc lơ đãng lại rút từng phiến lá trong sách thả xuống khe nước y không thả xuống cùng lúc mà cứ cách một lúc mới thả một phiến từ trong sách ném hết một lần sợ người đã hẹn kia bỏ lỡ như thế này mà cũng được à lục thánh trung ở một góc rình trong lòng thầm thổn thức để giải nỗi khổ tương tư đôi nam nữ thật đúng là luyện được năng lực làm gián điệp rồi trong phủ thứ sử trong lâm viên thiệu liễu nhi mặc váy dài màu hồng trong tay cũng cầm quyển sách đi qua đi lại bên dòng suối nhỏ nước chảy róc rách trong rừng cây nhỏ Thủ vệ ngầm xung quanh thỉnh thoảng sẽ chú ý đến bóng dáng xinh đẹp đi qua đi lại trong rừng nhưng cũng không chú ý lắm. Họ đều biết đây là thói quen của thiệu đại tiểu thư, trừ phi trời mưa, nếu không đại tiểu thư luôn đọc sách ở rừng cây u tĩnh trong khoảng thời gian này nên không ai đi quấy giày. Thiệu liễu nhi cầm sách đi qua đi lại liếc mắt xuống bên dưới nhìn phiến lá câu trôi trong dòng suối nhỏ, trong lòng mừng thầm, biết tình lang truyền tin tới. Thấy phiến thứ nhất nàng biết sẽ có phiến thứ hai nên nàng đến một tảng đá bên dòng suối ngồi xuống. Đợi phiến lá thứ hai trôi đến, hàng hơi cúi người đưa tay nhặt phiến lá trong nước lên, cũng không vội nhìn mà kẹp giữa ngón tay như tùy tiện nghịch đồ chơi. Sau khi tập trung tinh thần xem hết một đoạn văn mới chậm rãi đứng dậy rời đi, quả thực là thần không biết quỷ không hay. Sắc trời dần tối, đàm diệu hiển trở về nhà, đẩy cửa sân ra nhanh chóng đóng lại, bước nhanh vào sảnh đường nhìn thấy Lục Thánh Trung đang mỉm cười ngồi trong đường chờ y. Ổn chứ, Lục Thánh Trung biết rõ còn cố hỏi một tiếng, đàm diệu hiển có chút ngượng ngùng, vuốt cằm nói, hẳn là ổn. Lục Thánh Trung lập tức hỏi, khi nào có câu trả lời? Đàm Diệu Hiền, hẳn là phải sáng ngày mai. Lục Thánh Trung trêu gẹo nói, xem ra sáng mai Đàm Huynh lại muốn ra ngoài đọc sách rồi. Đàm Diệu Hiền mặt mày xấu hổ chắp tay xin tha, từ lâm viên trở lại viện tử của mình, sắc trời hơi tối, đèn hoa vừa lên. Sau khi hạ nhân bày đồ ăn lên bàn, Thiệu Liếu Nhi ngồi cạnh bàn không nhanh không chậm dùng cơm, tạm thời chưa vội xem nội dung trên lá cây, không dám để lộ manh mối hai lông mày nhíu lại hơi có vẻ sầu lo tâm tư cũng thực sự hơi lo lắng không phải vì không gặp được tình lang mà là trong nhà gần đây thực sự xảy ra quá nhiều chuyện nhị nương và hai ca ca bị người ta hạ độc mưu hại trong phủ thứ sử đại ca lại bị giam vào địa lao sau khi chuyện xảy ra phụ thân tinh thần buồn bã có đến thăm nàng hạ nhân không dám nói với nàng chính miệng thiệu đăng vân đã nói cho nàng biết tuy thiệu đăng vân không nói nguyên nhân cụ thể nhưng nàng biết đại ca luôn bất hòa với mẫu tử nguyễn thị lúc này đại ca bị bắt trong lòng nàng đã có suy đoán nhưng không dám nghĩ sâu ngẫm lại vẫn sợ hãi bên địa lao nàng muốn đi thăm đại ca nhưng lại không cho nàng vào quản gia trong phủ đại ca thiệu tam tỉnh nói đại ca không muốn gặp nàng chỉ nói không sao bảo nàng tự chăm sóc cho bản thân không cần lo lắng cho đại ca sau khi dùng bữa xong bảo người châm đèn trong thư phòng một mình ngồi trong thư phòng lấy phiến lá kẹp trong trang sách ra nghiên cứu mỗi ngày đây chính là thời điểm đẹp đẽ nhất của nàng nhưng lần này sau khi đọc nội dung trên phiến lá xong thiệu liễu nhi lại ngồi không yên, bỗng nhiên đứng lên, đi qua đi lại trong thư phòng. Đàm Diệu Hiển nói y phải đi rồi, y phải rời Bắc Châu, y muốn muốn gặp nàng một lần cuối, làm sao bây giờ? Y bảo nàng sao nỡ rời xa đây, nàng muốn bất chấp chạy ra khỏi nhà đi gặp y nhưng trong nhà đang coi nàng rất chặt, căn bản sẽ không để nàng ra khỏi nhà, có bảy tám hạ nhân hầu hạ nàng đều đang nhìn nàng chằm chằm, đây đều là người đại ca phái tới, nàng căn bản không có cách nào thoát thân xông thẳng ra ngoài sao, cũng không xông ra được, hộ vệ trong nhà đâu phải để trang trí. Huống hồ trong nhà lúc này nàng cũng không nên làm ồn ào. Đi cầu đại ca sao, đại ca đang ở trong ngục đâu chịu gặp mình, không biết có phải do sợ nàng hỏi nguyên nhân cái chết của mấy người nhị nương không. Nhớ tới nguyên nhân cái chết của bọn nhị nương. Thiệu liếu nhi đi qua đi lại trước bể cửa sổ sửng sốt một chút, dường như nhớ ra điều gì. chương 333, Hữu Kinh Vô Hiểm 2 Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuống đình viện đàm diệu hiển ra ngoài đọc sách trở về. Đóng cửa sân lại, y vội vàng đi vào trong, lục thánh trung sớm đã ở trong nội đường chờ y, vừa thấy liền hỏi thế nào. Đàm diệu hiển khẽ gật đầu, ngồi xuống cạnh bàng lấy phiến lá kẹp trong trang sách ra, vui vẻ nói có hồi âm rồi. Lục thánh trung, tốt quá, mau lấy ra xem thử. Đàm diệu hiển nâng lá cây cẩn thận dịch nội dung trên đó, giảm bớt những lời lẽ nhớ nhung không để lộ cho lục thánh trung, Liễu Nhi hỏi tại sao phải đi, nàng không ra ngoài được, nhà hoàn bên cạnh đều là người đại ca nàng phái tới giám sát nàng. Hai. Nội dung phía sau không nói tiếp nữa, Lục Thánh Trung kinh ngạc, chỉ như vậy thôi. Hết rồi à, Đàm Diệu Hiền lắc đầu, ấp úng. Lục Thánh Trung sốt ruột, hẳn Đàm Huynh cảm thấy ta không thể tin. Nghe gã nói vậy, Đàm Diệu Hiền vội khoát tay, lúng túng nói, Liễu Nhi, chỉ cần có thể xử lý hạ nhân bên người, nàng có thể nghĩ cách lén ra khỏi phủ thứ sử, nàng bảo ta bảo ta nghĩ cách kiếm chút thuốc mê cho nàng. Lục Thánh Trung im lặng, chợt cười ha ha, phát hiện vị thiệu tiểu thư này thật đúng là diệu nhân, vậy mà cũng nghĩ ra cách hạ dược người bên cạnh, xem ra sách lược của mình đã có hiệu quả, đem chuyện rời khỏi Bắc Châu gặp nhau lần cuối ra uy hiếp quả nhiên đã khiến vị đại tiểu thư kia sốt ruột, ngay cả cách này mà cũng nghĩ ra được. Nếu thiệu tiểu thư này thật sự có cách tự chạy ra vậy thì lại bớt cho mình không ít chuyện. Gã không ngờ thiệu liếu nhi lại phối hợp như vậy, ngay cả cách đều đã nghĩ ra giúp nàng rồi, Xem ra mò theo hướng Đàm Diệu Hiển này đúng là đánh bậy đánh bạ mà chúng lung tung." Gã vỗ vai Đàm Diệu Hiển cảm thán nói, "Đàm huynh có phúc lớn, có thể thấy rõ Thiệu tiểu thư thật sự thích huynh." Đàm Diệu Hiển lộ vẻ cảm động lại sợ hãi, "Thuốc mê này ta biết kiếm ở đâu?" Lục Thánh Trung vỗ vỗ bộ ngực, "Đàm huynh là quân tử lễ độ há có thể làm chuyện bỉ ổi này, việc ác cứ để ta làm đi." Đàm Diệu Hiển căng thẳng, "Thế này, thế này có được không?" Lục Thánh Trung hỏi lại, "Hẳn là Đàm huynh không muốn gặp Thiệu tiểu thư?" Thiệu tiểu thư tình thâm với huynh như vậy, vì huynh bất chấp như thế, huynh còn muốn nàng khổ đến khi nào? Nếu huynh cự tuyệt, bảo nàng làm sao chịu nổi? Ha ha, huynh là quân tử lễ độ, hẳn thiệu tiểu thư là tiểu nhân sao? Không không không, ta không phải có ý này. Đàm diệu hiền vội khoát tay, y là loại thư sinh không dành thế sự, sao có thể là đối thủ của lục thánh trung? Chỉ một hai câu là đã bị dồn đến góc tường, quyết tâm liều mạng, kiên trì hỏi, dù lý huynh tìm được thì làm thế nào để đưa vào trong chứ? lục thánh trung cười quỷ nói đã có đường dây liên lạc tự nhiên có thể đưa vào việc này cứ để ta lo đàm diệu hiền mặt mày cảm động lý huynh đối đãi với ta như thế đàm mỗ thật sự không thể báo đáp lục thánh chung mặt mày nghiêm nghị quân tử kết giao nhạt như nước nói gì chuyện báo đáp không báo đáp cách làm người của đàm huynh ta rất thích ta muốn giúp huynh hoàn thành ước vọng có điều tương lai đàm huynh đừng quên bà mai này rượu mừng của huynh và thiệu tiểu thư không thể thiếu của ta một chén đâu đàm diệu hiền ngượng ngùng bị gã làm cho mơ màng chờ đến ngày có thể sống chung cả đời với thiệu liễu nhi được rồi đàm huynh có một số việc cần hỏi thiệu tiểu thư cho rõ ràng không thể qua loa lục thánh trung lại tiếp tục xui khiến gã biết bất chấp chuyện này có thành hay không thiệu liễu nhi đã dùng cách này bỏ chạy ra khỏi phủ thứ sử thì chỉ có một lần cơ hội một khi thất bại là không thể nào có thêm cơ hội thứ hai gã cũng hơi lo thiệu liễu nhi có thể thành công hay không nên vẫn quyết định hỏi thăm tình hình giúp thiệu liễu nhi mưu đồ cẩn thận một chút sau khi dặn Đàm Diệu Hiền nên hỏi những gì, giúp đã giúp rồi, Lục Thánh Trung rời khỏi Đàm ra, đi giúp Thiệu Liễu Nhi chuẩn bị đồ. Trong ngoài phủ thứ sử, nội ứng ngoại hợp, sau hai ngày liên lạc liên tục nắm rõ tình hình, Lục Thánh Trung ít lá bạc cuốn thành cây kim nhỏ, bên trong cuốn thứ Thiệu Liễu Nhi cần dùng, cắm vào trong cuốn lá Đàm Diệu Hiền chuẩn bị. Lần này chuẩn bị không ít lá cây, nếu không sợ lượng thuốc không đủ, Thiệu Liễu Nhi lần này cũng vớt không ít lá cây. Trong thư phòng, dưới ánh nến thiệu liễu nhi mở từng lá bạc bạc đổ bột phấn bên trong ra. Vớt lá cây ba ngày, góp gió thành bảo, cuối cùng cũng thích lại được một túi bột phấn nhỏ. Ra khỏi thư phòng, lại vẫy nha hoàn đến, ngày mai định cho người đi mua vài thứ đồ. Nha hoàn hỏi muốn mua gì, thiệu liễu nhi còn chưa nghĩ ra bảo nha hoàn tìm quản sự lấy thẻ bài ra ngoài trước, chờ ngày mai nghĩ kỹ thì có thể lấy ra dùng bất cứ lúc nào. Phủ thứ sử có quy củ riêng, hạ nhân không được tùy ý ra vào, ra ngoài phải báo lên để cấp trên cho phép. Sáng hôm sau, Thiệu Liễu Nhi cố ý cho người đem một nồi canh đến, sau đó lại ngại nhiều quá, lấy cớ đại ca không cho lãng phí đồ ăn nên gọi toàn bộ hạ nhân đến cùng ăn chung. Không lâu sau, bọn hạ nhân đầu ngã xuống trong nội đường. Đây đúng là phòng ngày phòng đêm giặc nhà khó phòng, Thiệu Liễu Nhi nhanh chóng ăn mặc cải trang thành hạ nhân, cách ăn mặc giống nam nhân, gương mặt trang điểm cho đen đi một chút, che bớt sự non nớt và thanh tú trực tiếp rời khỏi viện tử của mình, đi tới cửa hung phủ thứ sử, lấy thẻ bài cho phép của quản sự ra hạ nhân không được phép ra vào từ cửa chính hầu hết chỉ có thể ra vào ở cửa hông cổng cũng có người kiểm tra cho dù nhìn dáng vẻ của thiệu liễu nhi dường như hơi lạ nhưng người phủ thứ xử đông đúc thường gác cổng cũng không quen hết mặt huống hồ hạ nhân ra ngoài cũng không phải việc gì lớn cộng thêm trên tay đối phương có thể bài cho phép gác cổng kiểm tra thẻ bài không vấn đề liền thả cho thiệu liễu nhi đi thiệu liễu nhi trong lòng căng thẳng sau khi dạo vài con phố mới thở phào nặng nề nàng cũng rất căng thẳng may mắn là hữu kinh vô hiểm cũng may là nàng rất quen với tình hình phủ thứ sử, có thể ứng đối tự nhiên. Đi vào con ngõ đã hẹn, một chiếc xe ngựa đang chờ nàng, sau khi xác minh xong, thiệu liễu nhi chui vào xe ngựa. Xe ngựa lập tức rời đi, ra khỏi thành trước tiên. Cửa tiểu nông viện trong khu rừng ngoại thành, chiếc xe ngựa dừng lại. Thiệu liễu nhi nhảy ra khỏi xe, tâm trạng kích động dẩy cánh cửa tiểu nông viện ra, nhìn thấy nam tử ăn mặc kiểu nông phu đứng ở tiểu viện, nàng vừa nhìn đã nhận ra là đàm diệu hiền. Đàm Diệu Hiển nghe thấy động tính xe ngựa đã vội vàng nhìn chằm chằm cổng, vừa thấy người ăn mặc kiểu hạ nhân đẩy cửa đi vào y vừa liếc mắt đã nhận ra là Thiệu Liễu Nhi, trong nháy mắt kích động khó kìm lòng nổi. Thiệu Liễu Nhi chạy nhanh đến như bay, nhớ nhung rất lâu thời khắc này đã hóa thành cái ôm rồi. Đàm Diệu Hiển cũng kích động giang hai cánh tay ôm lấy nàng. Hai người ôm chặt lấy nhau như hận không thể hòa tan vào nhau. Hai trái tim cùng đập rộn lên, hai người ôm nhau không nói gì. Trước kia chỉ nắm tay nhau, tình cảnh ôm nhau này chỉ dám tưởng tượng, sợ đạo đức ước thúc nên không dám đi quá giới hạn kia. Lần đầu tiên ôm nam nhân như vậy, người thấy mùi trên người nam nhân, thiệu liễu nhi hơi ý loạn tình mê. Đàm diệu hiển ôm lấy cơ thể mềm mại trong lòng, người thấy mùi hương nữ tính trên người thiệu liễu nhi cũng ý loạn tình mê. Cuối cùng vẫn là thiệu liễu nhi ngẩng đầu lên hỏi y, vì sao muốn rời đi. Đây cũng là nguyên nhân lần này nàng bất chấp tất cả để ra ngoài. Nơi này không phải nơi nói chuyện, Đàm Diệu Hiển dắt tay nàng đi vào trong, đóng cửa nhà lại. Vì sao muốn rời đi? Sau khi vào nhà, Thiệu Liễu Nhi một lần nữa đặt câu hỏi. Đàm Diệu Hiển hiền do dự mãi, đau khổ lắc đầu nói, "Liễu Nhi, ta cũng không muốn rời bỏ nàng, nhưng phủ thành Bắc Châu ta thật sự không cách nào đặt chân nữa, thư đường đã xa thải ta, trong thành cũng không ai dám mướn ta, gia cảnh của ta nàng cũng biết." Chương 334: Gạo nấu thành cơm. Thiệu Liễu Nhi mở to hai mắt nhìn, hỏi, "Có phải nguyên nhân do nhà của thiếp không?" Đàm Diệu Hiển cúi đầu không nói gì, lời này vốn dựa theo dặn dò của Lục Thánh Trung không nên nói vào thời điểm này. Theo ý Lục Thánh Trung, đợi gạo nấu thành cơm rồi mới đưa hoàn cảnh khó khăn này ra, như vậy càng chắc chắn có thể đưa Thiệu Liễu Nhi rời đi. Đối với Lục Thánh Trung mà nói, nếu Thiệu Liễu Nhi không phối hợp, muốn mang một người sống sờ sờ rời khỏi Bắc Châu rất khó khăn, một khi Thiệu ra phát hiện không thấy Thiệu Liễu Nhi, chắc chắn sẽ tìm khắp nơi. Gã muốn ôm hay vác Thiệu Liễu Nhi đi ép một người sống sờ sờ rời khỏi Bắc Châu quá bắt mắt, độ thoát thân rất khó, Bắc Châu còn là địa bàn của thiệu gia. Có điều gã đã chuẩn bị xong đường lui, lỡ như thiệu liễu nhi không phối hợp hoặc giấu thiệu liễu nhi ở nơi bí mật, chờ nghiêu hữu đạo phái người tới tiếp ứng. Nhưng chuyện đã tới nước này, đàm diệu hiển đã dặn dò ổn thỏa kia lại không làm được những chuyện xấu xa ấy. Vì sao chàng không nói sớm cho thiếp biết, khóc mắt thiệu liễu nhi đỏ lên, đưa tay nâng hai mặt y lên, lệ nóng doanh chồng nói, đàm lang, thật xin lỗi, là thiếp hại chàng. Đàm Diệu Hiền lắc đầu, không cho rằng mình bị nàng liên lụy. Có thể nhìn thấy nàng, y cảm thấy y có phải chịu bao nhiêu ủy khuất cũng đáng, thật sự không muốn chia cắt với nàng nữa. Động tình, y cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng lên, bật thốt ra, Liễu Nhi, đi theo ta đi. Đi, thiệu Liễu Nhi sừng sốt một chút, dường như hiểu ra ý của y, hỏi chúng ta có thể đi đâu. Đàm Diệu Hiển vội vàng nói, rời khỏi Bắc Châu, đi đến một nơi người nhà nàng không thể tìm thấy, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời, nàng có bằng lòng đi theo ta không? Còn cái lục thánh trung gọi là gạo nấu thành cơm gì đó sớm đã bị y quên bẵng mất rồi. Đầu tiên bảo y dùng phương thức lừa gạt kia để làm chuyện hèn hạ vô sỉ với thiệu liễu nhi y thật sự không làm được, giờ y cũng chẳng tâm tư đâu nghĩ đến chuyện dơ bẩn kia. Y chỉ muốn đưa nàng đi, không để nàng lại chia cắt với mình là được rồi. Thiệu liễu nhi kinh ngạc nhìn y, không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù nàng cũng xúc động vì tình, cũng là nàng chủ động trước nhưng nàng vẫn lý trí hơn y. Thiệu gia trải qua phong vân, phản bội yến quốc đến Hàn Quốc, bây giờ xây dựng được quân đội riêng, quá trình này nàng tận mắt nhìn thấy, cũng đã nhìn thấy đại quân chém giết tàn khốc, nhìn thấy mạng người liên tục ngã xuống như cỏ rác, nhìn thấy máu chảy thành sông, biết thế nào là hung hiểm, tầm mắt không phải Đàm Diệu Hiển thư sinh chưa dành thế sự có thể so sánh được. Nàng biết rõ Bắc Châu nằm trong sự khống chế của Thiệu gia, đại ca kia của nàng càng không đơn giản. Không phải dễ trốn, nhất là cô nam quả nữ không năng lực gì như hai người bọn họ, làm sao trốn đây? Cho dù trốn, làm sao có thể sinh tồn trong loạn thế này? Trong mắt Đàm Diệu Hiển lộ ra tia thất vọng, nàng không bằng lòng sao? Không, thiếp bằng lòng, Thiệu Liễu Nhi vội vàng lắc đầu, có điều chúng ta có thể đi đâu? Đàm Diệu Hiển, rời khỏi Bắc Châu, đi tới nơi người nhà nàng không thể tìm thấy. Được, Thiệu Liễu Nhi cười gượng ép, chợt giang hai tay kéo lấy cổ y, hai đầu kề sát nhau thấy nàng đồng ý đàm diệu hiển dĩ nhiên vô cùng vui mừng ôm chặt lấy nàng giống như đã có được cả thế giới chết cũng không tiếc y không hề biết rằng thiệu liễu nhi đang kề mặt sát phai y lại khó xử cỡ nào nàng thật sự không nghĩ hai người có thể chạy thoát nàng cũng hiểu sự đơn giản của đàm diệu hiển đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng thích y sở dĩ biết rõ khó thoát vẫn đồng ý đó là vì không muốn y tổn thương chàng bằng lòng cưới thiếp sao thiệu liễu nhi chợt ghé vào lỗ tai y nỉ non Đàm Diệu Hiển gật mạnh đầu, bằng lòng. Muốn thiếp không, Thiệu Liễu Nhi cắn môi trầm thấp một tiếng. Ừm, Đàm Diệu Hiển mờ mịt không hiểu, trong mắt có tia nghi hoặc. Hãy để thiếp làm nữ nhân của chàng. Thiệu Liễu Nhi ghé vào lỗ tai y nỉ non, ngẩng mặt khỏi vai y, hai mắt đối nhau, chợt nhón chân lên hôn lên đôi môi y. Đàm Diệu Hiển trừng lớn hai mắt, giật mình, chấn kinh. Cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng, cảm nhận được hơi thở của nàng, nhìn nàng xấu hổ nhắm nghiền hai mắt ở khoảng cách gần, người trẻ tuổi huyết khí phương cương sao có thể chịu được huống hồ y còn thích nàng nhiều như vậy có thể nói trong nháy mắt máu nóng đã xông tới đầu ôm hôn kịch liệt hai tay y chạy loạn trên người thiệu liễu nhi vội vàng nhưng lại không biết nên ra tay như thế nào là thiệu liễu nhi chủ động buông hai tay mở rộng vạt áo mình ra mới giúp y tìm được cách thật sự đai áo nới lỏng cả đời không hối hận hai người nhanh chóng trần chuồng ngã xuống lăn lộn trên giường cả hai đều thở hổn hển sau cơn đau đớn và đẹp đẽ lần đầu qua đi ôm lấy nam nhân đang nằm thở hổn hển chưa thả mình ra thiệu liếu nhi hai mắt kinh ngạc nhìn nóc nhà nàng không muốn chia cắt với đàm diệu hiền nhưng nàng hiểu rất rõ dùng cách này chạy ra khỏi thiệu gia không phải kế lâu dài không lâu sau thiệu gia sẽ phát hiện một khi để thiệu gia tìm được nàng đời này chỉ e là đừng mong gặp lại đàm lang nữa nếu làm không tốt còn sẽ nguy hiểm đến tính mạng đàm lang nàng không nghĩ hai người có thể chạy thoát nàng cũng biết một khi bị thiệu gia tìm tới sẽ không để nàng có cơ hội thoát thân lần thứ hai Thế là nàng lựa chọn cách ván đã đóng thuyền với Đàm Lang để đối mặt với Thiệu gia. Lục Thánh Trung hy vọng gạo nấu thành cơm, Đàm Diệu Hiển không làm, kết quả lại là Thiệu Liễu Nhi quả quyết chủ động làm, điều này e là nằm mơ Lục Thánh Trung cũng không ngờ tới. Lần đầu đụng chạm xác thịt khiến cả hai người không muốn tách nhau ra, nhưng giờ Đàm Diệu Hiển đã bình tĩnh lại, y cho rằng đưa Thiệu Liễu Nhi đi trốn mới là chủ yếu, mới nhớ tới lời dặn của Lục Thánh Trung. "Liễu Nhi, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, rời khỏi Bắc Châu đi." Đàm Diệu Hiển kiên định nói, ừm, Thiệu Liễu Nhi gật đầu cười nghe theo y, mặc dù nàng không nghĩ có thể chạy thoát, nhưng có mối quan hệ này rồi, trong lòng nàng cũng thản nhiên, có thể chạy thoát với không nàng đã không quan trọng nữa, cứ để Đàm Lang quyết định đi, lỡ có rơi vào tay Thiệu ra, nàng lại đứng ra nói rõ là được, giờ không cần thiết phải nói ra những lời ngu xuẩn đả kích Đàm Lang. Hai người thu dọn qua loa một chút, nắm tay nhau cùng đi ra cửa. Mãi cho đến khi đỡ Thiệu Liễu Nhi lên xe ngựa, Bản thân cũng vào trong xe ngựa cùng ngồi trong xe, Đàm Diệu Hiển vẫn chưa từng buông tay nàng, trên mặt luôn nở nụ cười hạnh phúc. Thiệu Liễu Nhi ở trong xe ngựa cũng nhìn y không chớp mắt, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Mãi cho đến khi xe ngựa chạy bắt đầu sóc này, Thiệu Liễu Nhi mới đẩy màn cửa nhìn ra bên ngoài rồi quay đầu lại hỏi, "Đàm Lang, chúng ta đang đi đây vậy?" Đàm Diệu Hiển nói, "Đi tắt đến Bình Lan Giang, đi đường thủy, thuận theo con sông đến Tống Quốc, chỉ cần tiến vào cảnh nội Tống Quốc sẽ không sợ nữa." tóm lại cứ rời khỏi cảnh nội Bắc Châu, đến lúc đó lại nghĩ cách đặt chân, nàng yên tâm, bờ sông có thuyền tiếp ứng, ta đã an bài xong tất cả. Đây cũng là ý của Lục Thánh Trung, gã lo một khi chuyện bại lộ thiệu ra sẽ lập tức hoài nghi bên Nhiêu Hữu Đạo, phía Yến Quốc sẽ bị chặn đường trước, truy binh có thể cũng chạy về phía Yến Quốc đầu tiên nên quyết định đi vòng qua Tống Quốc sẽ nắm chắc thành công hơn một chút, chuyện còn lại giao cho bên Nhiêu Hữu Đạo an bài. Có thuyền tiếp ứng, thiệu Liễu nhi hơi có vẻ kinh ngạc, như không dám tin nhìn đàm diệu hiển từ trên xuống dưới. Nói thật, nàng tự nhận mình hiểu rõ vị này, đàm lang là ai nàng rõ ràng, lấy đâu ra năng lực bố trí cẩn mật như vậy chứ. Nàng nghi ngờ nói, chàng đã bố trí xong xuôi, bình lan giang cách đây chừng 50 dặm, sao chàng có thể bố trí ngoài mấy chục dặm chứ. mươi 335, tiểu thư bỏ trốn. Một, đàm diệu hiển xấu hổ cười một tiếng, liễu nhi, không dối gì nàng, lần này ta đã nhờ bằng hữu giúp, nếu không có bằng hữu này bày mưu tính kế, ta và nàng e là không thể gặp lại nhau rồi. Y kể lại chuyện gặp nhau và quen biết Lý Huynh cho Thiệu Liễu Nhi nghe, từ đầu tới đuôi không hề giấu giếm chút nào. Lý Huynh, trong lòng Thiệu Liễu Nhi hơi cảnh giác hỏi, Huynh xác định người này có thể tin được. Đàm Diệu Hiền gật đầu bảo đảm nói, nàng yên tâm, tuyệt đối đáng tin, hắn cũng chẳng có nhiệm vụ phải giúp ta, trên người ta cũng chẳng có lợi ích gì để chiếm đúng không nào, hắn và ta chỉ là quân tử kết giao, không liên quan đến lợi ích. Không chiếm được lợi ích gì, Thiệu Liễu Nhi rất muốn hỏi y, ở Bắc Châu đắc tội thiệu gia chàng nghĩ là đang đùa à? Người ta không được lợi ích gì, lần đầu quen biết sao lại phải mạo hiểm giúp chàng. Thiệu Liễu Nhi muốn nói lại thôi, lại không tiện nói gì y, cuối cùng cơ thể chậm rãi ngã vào lòng y, mặc cho y ôm nhưng trong lòng đầy lo lắng. Đàm Diệu Hiền cũng không ngừng cúi đầu hôn nàng, có thể nhận ra y rất vui, giống như có được thứ đồ quý giá nhất thiên hạ, cảm xúc phấn khởi. Thiệu Liễu Nhi cũng rất hưởng thụ cảm giác y dành cho mình, có điều vì sự xuất hiện của lý huynh kia làm nàng khó mà tiêu tan được trong lòng luôn có sự sầu lo nhàn nhạt, nhạt nàng đang nghĩ nên khuyên y đừng tin vào bằng hiếu kia của y như thế nào mà đừng khiến đàm lang phản cảm trên con đường khác trong rừng núi lục thánh trung nương theo chiếc xe ngựa lặng lẽ đi theo lúc nào cũng chú ý động tĩnh xung quanh chuẩn bị có gì bất thường sẽ lập tức cướp thiệu liếu nhi đi hoặc cướp làm con tin hoặc quả quyết rời đi đương nhiên kết quả tốt nhất vẫn là hy vọng có thể thuận lợi đến bình lan giang chỉ cần lên thuyền Trường Giang sóng lớn, dù có truy binh bất cứ lúc nào gã cũng có thể trốn xuống nước đào thoát, trong dòng sông lớn muốn bắt được gã không dễ, điểm ấy gã tương đối nắm chắc. Phủ thứ sử, địa lao, thiệu tam tỉnh lại một lần nữa tiến vào, bên cạnh còn có một người trong chiếc áo choàng trùm đầu màu đen, không nhìn thấy rõ mặt. Vừa đến nhà tù giam thiệu bình ba, thiệu tam tỉnh ra hiệu, ngục tốt mở cửa nhà lao và thủ vệ cùng tránh đi. Trong lao, thiệu bình ba đang ngồi tính tỏa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt nhìn sang thiệu tam tỉnh tiến lên thấp giọng thông báo một câu đại công tử tô tiểu thư tới thiệu bình ba đứng dậy thiệu tam tỉnh cáo lui rời đi lưu lại không gian cho hai người lúc này người mặc áo khoác trùm đầu đen bên ngoài mới tiến vào trong lao ngẩng đầu lộ ra dung nhan đưa tao vén mu áo choàng ra dung nhan kiều mị trói lọi chính là biểu tỷ tô chiếu của thiệu bình ba thiệu bình ba cười chiếu tỷ kim xí đi tề quốc tốn không ít thời gian sao tỷ đi nhanh vậy chắc vừa vặn trên đường trở về à Tô Chiếu cười nói, nghe nói tình hình đệ khẩn cấp, lấy đồ công dùng việc tư, sử dụng phi cầm của tổ chức làm chân chạy. Thiệu Bình Ba hơi nhíu mày, như vậy sẽ không sao chứ, cái này không cần đệ quan tâm, Tô Chiếu nhìn hoàn cảnh trong lao một chút, có quen không? Thiệu Bình Ba, tâm không tính, ở đâu cũng vậy. Tô Chiếu gật đầu, tình huống cụ thể, vừa rồi ta đều nghe lão Thiệu nói rồi, thật sự không ngờ nghiêu hữu đạo kia lại ác độc như vậy, cũng may phản ứng của đệ không chậm. Có điều nói đi thì nói lại, hai người các đệ cứ đánh nhau mãi không buông là có ý gì đường nghi kia đối với các đệ có lực hấp dẫn lớn thế sao đệ như vậy bảo ta làm sao chịu được đây thiệu bình ba thở dài chiếu tỷ tỷ suy nghĩ nhiều rồi đệ không có hứng thú với đường nghi cho dù không có đường nghi thì sớm muộn ta cũng phải giao thủ với hắn chẳng qua vì đường nghi nên mới trước thời hạn thôi người này về sau chắc chắn sẽ thành mối họa lớn trong lòng đệ tô chiếu xem ra đệ không có ý định buông tha hắn rồi đệ luôn chú ý đại cục rất ít vì một người mà tính toán chi ly như vậy. Thiệu Bình Ba, không phải vấn đề tha cho hắn hay không, mà là hắn sẽ không bỏ qua cho đệ, tỷ tin không, nội thành Bắc Châu này, hắn vẫn có thể ra tay với đệ bất cứ lúc nào, nếu không đệ cũng không phải mời tỷ chạy từ xa về như vậy. Chiếu tỷ, có lẽ tỷ rất khó lý giải nhưng đệ hiểu, từ sau lần đầu đệ giao thủ với hắn, trong lòng hai bên đã hiểu rõ, một núi không thể chứa hai hổ, giữa đệ và hắn chỉ một người có thể sống sót thôi. Tô Chiếu lạnh nhạt nói, tha thứ ta nói thẳng, đệ không phải đối thủ của hắn. Thiệu Bình Ba im lặng, không ngờ lại trực tiếp bị khinh thường, hắn ta nở nụ cười gượng ép, Chiếu tỉ hiểu rất rõ hắn sao. Đột nhiên Tô Chiếu phì cười, che miệng cười khanh khách đến run rẩy cả người, lừa người thôi, người coi là thật sao. Thiệu Bình Ba mỉm cười, có chuyện gì cứ nói, thật sự muốn nghe sao, nói ra lại sợ người tức giận đó, ta đã lăn lộn ở nơi phấn son nhiều năm, có loại nam nhân nào là chưa từng thấy. Nữ nhân nói thật sẽ khiến cho nam nhân lúng túng, nam nhân sẽ không thích. Cứ nói đừng ngại, ta rửa tai lắng nghe. Tô Chiếu dừng cười lớn, chỉ cười nhạt, nói ta không biết hắn, nhưng ta vẫn hiểu ngươi phần nào. Tuy ta không thông minh bằng ngươi, nhưng coi như là người ngoài nhìn rõ đi. Căn cứ vào tin tức từ chỗ lão thiệu, xem ra ngay từ lần đối mặt đầu tiên giữa hai người, người đã thua. Người đã đến ngay trước mắt ngươi, bị ngươi đưa tới Bắc Châu rồi còn để hắn trốn thoát lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ đến nguyên nhân sao? Thiệu Bình ba trầm mặc, tô chiếu thở dài, lần đầu hai người gặp nhau, vốn là không quen biết, không thù không oán, vì sao hắn phải bỏ chạy? Vì vừa thấy mặt hắn đã nhìn ra được sâu cạn của ngươi, đã ý thức được sẽ gặp nguy hiểm từ rất sớm. Vì thế, hắn quyết định thoát thân, còn ngươi đó, người ta đã nhìn rõ ngươi rồi, mãi sau ngươi mới biết, mãi tận khi hắn chạy mới kịp phản ứng lại. Tranh lệch thế nào ai cũng có thể nhìn rõ, nhưng trong tiềm thức ngươi không muốn đối mặt, không muốn thừa nhận mình không bằng hắn thôi. Người ta chạy trốn rồi còn để lại một đống bẫy rằn vặt ngươi, nhìn thì tưởng không thể làm gì được ngươi, nhưng thực ra không hề đơn giản, người bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng làm ra được. Bất chợt nó đến, lại còn rất hung mãnh, triệt để đánh cho ngươi trở tay không kịp. May dưỡng quán là một người cẩn thận, nếu không, ngươi tự vấn lòng mình xem ngươi có thể thuận lợi qua ải không. Chỉ sợ đến giờ ngày vẫn phải mệt mỏi ứng phó với quan hệ với Di Phu. Không tệ, ngươi cũng lập tức trả thù hắn kết quả thì sao thật không mau không chỉ hại tống ra gặp họa diệt môn còn đưa cho hắn mấy môn phái người ta còn thuận thế ném cho ngươi mấy cái bẫy còn ngươi ấy vậy mà còn hung hăng chui đầu vào bẫy của người ta ngươi rơi vào bẫy của hắn không phải vì ngươi không thông minh mà ngay từ đầu ngươi đã bị người ta nhìn rõ rồi ngươi nghĩ gì người ta đều nắm chắc người ta đoán được cả tâm tư của ngươi làm sao ngươi chơi lại được với người ta lần này chỉ có thể là ngươi may mắn tránh được một kiếp nếu không phải mẹ con Nguyễn Thị quá ngu ngốc để xảy ra chuyện ngoài ý muốn để lộ tin tức cho ngươi, cho ngươi một cơ hội lách đi, chúng ta còn có cơ hội gặp nhau ở đây sao? Lần giáo huấn đau đớn thê thảm này, chẳng lẽ vẫn chưa khiến ngươi tỉnh lại sao? Cơ mặt thiệu bình ba căng cứng lại, tô chiếu đội đấu lạp đi tới trước cửa sổ, quay lưng lại y, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, nghe nói hắn rất trẻ, xem chừng mới ngoài 20. Thiệu bình ba trầm giọng xác nhận, đúng, khoảng đó, đúng là rất trẻ. Tô Chiếu chật lưỡi lắc đầu, trước đây ta đã cho rằng ngươi là người thông minh nhất thiên hạ, ai ngờ còn có một người mới 20 tuổi, còn trẻ hơn ngươi 10 tuổi, lại có thể ép ngươi như vậy. Với tuổi tác này, nếu nói là thông minh ta tin, nhưng có thể đưa ra được các thủ đoạn lão làng như vậy, nếu nói là người chưa từng trải qua mưa gió, ta thực khó mà tin được. Nhưng sự thực bày ngay trước mắt, ta không thể không tin. Xem ra trên đời này quả thực có thiên tài. chương 336, tiểu thư bỏ trốn. 2. Xoay người lại, Đối diện với y, nàng nhắc nhở khuyên, theo như tin tức của lão thiệu, căn bản ngươi không hiểu mấy về hắn, chỉ biết hắn không đơn y Mà trước mắt hắn đã bắt trúng mạch của ngươi, ván cờ này chơi thế nào nữa? Còn chơi tiếp như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị thiệt thòi. Thiệu bình ba, ý ngươi là, bỏ qua cho hắn. Không phải là bỏ qua hắn. Bình ba, hiện giờ cảm xúc của ngươi không tốt, đã bị hắn chọc nổi giận rồi, nhất định phải bình tĩnh lại, không thể tiếp tục đấu như vậy với hắn nữa hiện giờ hắn đã bắt trúng mạch của ngươi ngươi làm càng nhiều sẽ càng cho hắn nhiều sơ hở để lách qua trước hết mặc kệ đi bình tĩnh quan sát một chút biết người biết ta luôn không sai không thể cứ tiếp tục mơ mơ hồ hồ mà làm được nữa chỉ cần ngươi bất động ta tin tưởng hiện tại hắn cũng không thể làm gì ngươi thiệu bình ba lạnh lùng nói ngươi nghĩ hắn sẽ dừng tay sao ta không tin hắn dám mạnh mẽ xông vào phủ thành bắc châu hắn như con rùa rụt cổ không ra ta không làm gì được hắn hắn dám ra đây, ta sẽ giúp ngươi trừng trị hắn. Ngươi giúp ta trừng trị hắn, thiệu bình ba cao mày, tô chiếu thở dài, ngươi còn không phát hiện ra sao. Thủ đoạn của hắn rất cao minh, rất dành dễ loại ám đấu này, hà tất phải đi theo đấu với sở trường của người ta. Đối phó với người như thế, đơn giản một chút, nhắm đúng nhược điểm của hắn, là tu vi không cao, vũ lực kém cỏi, dùng vũ lực mà giải quyết luôn đi. Bất động thì thôi, một khi cơ hội tới sẽ hạ sát thủ, không cần phải cong vẹo gì với hắn, bằng không vòng sớm vòng lui chúng ta sẽ tự trói mình lại đấy thiệu bình ba trần trừ nói người định vận dụng nhân thủ của tổ chức sao có thích hợp không xảy ra chuyện gì người cũng không thể bàn giao với người trong tổ chức không được vì nhỏ mà mất lớn ta tự có chừng mực nên làm thế nào hiện giờ việc quan trọng nhất của ngươi là phải qua được cửa ải này đã tập trung lo chuyện của mình đi chuyện của ngươi mới là đại sự làm lỡ đại sự của toàn bắc châu để chơi cùng hắn có đáng giá không một bắc châu to lớn so với hai quận nhỏ nhoi là hắn chịu thiệt hay là ngươi ngốc huống hồ hắn là tu sĩ không cần quan tâm đến tục sự hai quận có đủ tinh lực chơi với ngươi hơn nữa dù làm ra chuyện gì cũng có thể bỏ lại hai quận ma chạy ngươi làm ra chuyện gì có thể bỏ lại bắc châu chạy lấy người sao không còn bắc châu còn ai coi trọng ngươi hai ngươi hoàn toàn không thể so sánh nếu ngươi thực sự muốn chơi cùng hắn sợ là đúng với mong muốn của hắn rồi Bình ba, chuyện của tu sĩ cứ để cho chúng ta dùng cách của tu sĩ để giải quyết. Việc này cứ giao cho ta, người không cần để ý đến. Thiệu bình ba được lời này đề tỉnh, ngẫm lại, quả thực không đúng. Vì một nghiêu hữu đạo mà nháo đại cục Bắc Châu đến thế này đáng không? Nếu không phải mình cứ luôn tâm tâm niệm niệm muốn bắt nghiêu hữu đạo, sao có thể cho hắn cơ hội dần vặt bên này thành ra như vậy? Suýt nữa thì y đã nháo Bắc Châu tan tành rồi. Thiệu bình ba trầm ngâm gật đầu đáp được, ta cũng không hy vọng gì đại thiện sơn bên kia hai bên cách quá xa không có tranh chấp về lợi ích bọn họ sẽ không vì tiện đánh với thiên ngọc môn như hữu đạo ta giao cho ngươi có điều phải nhớ không được làm lỡ chuyện bên kia ngươi yên tâm ta không nóng vội như ngươi đâu thấy có cơ hội mới hạ thủ lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta sẽ đích thân chạy đến quận thanh sơn sao được rồi nếu ngươi đã nghĩ thông suốt vậy không nói chuyện này nữa để ta nghĩ cách xử lý là được tô chiếu khoát tay áo đổi hướng đề tài hỏi đúng rồi ta nghe nói người nhịn ăn nhịn mặc muốn ngăn chặn lối sống xa hoa gì đó sao thế thiếu tiền quá à mấy năm nay ta vẫn tích cóp được chút tiền người không ngại thì cứ dùng trước đi thiệu bình ba lắc đầu tiền kia không thể động vào chờ bên này xong xuôi cần rất nhiều tài lực mua chiến mã mà bên đại thiện sơn cũng cần mở rộng môn phái vẫn không ngừng chiêu thu đệ tử vẫn chia tay ra đòi tiền ta cũng vẫn đang giả nghèo với bọn họ đấy Tình hình hiện tại thế này không có tiền bọn họ cũng không thể làm gì, đột nhiên ngươi vứt sang một khoản tiền lớn, bọn họ thấy có tiền, đương nhiên sẽ lại chia tay ra. Ta có thể không cho sao, bọn họ sẽ lấy đi phần lớn, còn được bao nhiêu để chi tiêu cho Bắc Châu. Tô Chiếu gật đầu, vậy cũng đúng, buông được tâm sự, rốt cuộc thiệu bình ba lại tập trung vào chính sự, đúng rồi, lệnh hồ thu lần trước ngươi nói thế nào rồi. Tô Chiếu nhíu mày, có tiếp xúc một lát, nhưng cũng không làm gì được mặc dù người này là một tán tu nhưng lại là một tên lái buôn trong giới tu hành rất giỏi kết giao bằng hữu quan hệ giao thiệp cực lớn tuy bản thân không có thế lực nào để dựa vào nhưng cũng không ai dám làm gì y y rất tiêu giao tự tại không muốn dựa dẫm vào phe nào muốn mời chào y rất khó thăm dò một lúc hầu như không có khả năng ta thích là các quan hệ giao thiệp của y có tác dụng rất lớn với ta tô chiếu thở dài để ta nghĩ thêm biện pháp đi đúng lúc này có tiếng bước chân vội vàng từ bên ngoài vọng vào, thiệu tam tỉnh xông vào trong nhà lao, lo lắng nói, đại công tử, không tốt, xảy ra chuyện rồi. Xem bộ dáng này trái tim thiệu bình ba nặng chịu muốn rơi xuống. Tô chiếu cao mày, chuyện gì mà gấp như vậy, thiệu tam tỉnh vội la lên, liếu nhi tiểu thư trốn rồi. Tô chiếu sững sờ, không hiểu gì, thiệu bình ba trầm giọng nói, nhiều người canh giữ như vậy, đều mù điếc cả sao. Thiệu tam tỉnh dẫm chân nói, tiểu thư lừa những người canh giữ mình ăn, hạ độc trong đó, tất cả các hạ nhân canh giữ nàng đều bị độc chết, cũng may thủ vệ gần đó thấy đám hạ nhân kia mãi không xuất hiện, thấy khác thường, bèn đi tới xem xét, mới phát hiện ra. Thực ra thuốc lục thánh trung đưa cho nàng không phải thuốc mê, mà là độc dược có biểu hiện chúng độc rất giống với thuốc mê. Y sợ dược tính của thuốc mê không đủ, nhớ hạ nhân tỉnh lại sớm sẽ hỏng việc, để tranh thủ được tối đa thời gian, bèn gạt đàm diệu hiển và liễu nhi, đám hạ nhân kia ngã xuống, sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Tô Chiếu không nói gì, theo bản năng nhìn sang Thiệu Bình Ba. Người này làm ca ca vừa mới hạ độc gây chuyện, muội muội cũng góp một tay vào, thật không hổ là hai huynh muội. Quá tàn nhẫn, Thiệu Bình Ba cũng nghĩ đến vấn đề này, gò má giật giật, hỏi nó kiếm ra độc dược từ đâu. Xác thực là nó bỏ chạy chưa hay bị người khác kèm ra ngoài. Thiệu Tam tỉnh đáp, việc này đã kinh động đến đại nhân, đã cho điều tra rồi. Quả thực bên cửa hông có một hạ nhân lạ mặt cầm bảng đi ra ngoài, Thủ vệ bên kia nghĩ lại một lát mới tỉnh ngộ, xác thực là khá giống, rất có thể là tiểu thư cải trang rời đi. Thủ vệ đã xác nhận tiểu thư chỉ đi ra ngoài một mình, không có ai kèm theo. Còn độc dược, không biết tiểu thư kiếm đâu ra. Các thủ vệ kia làm ăn kiều gì thế này? Thiệu Bình ba giận tím mặt, chợt nắm tay lại ho khan một trận, hai gò má căng lên, nhắm mắt lại, cố gắng hít vào, nghỉ một lát mới thở ra, mở mắt cắn răng nói, có thể dụ dỗ nó làm ra việc này cũng chỉ có một người, Đàm Diệu Hiền lập tức xia người tới nhà y tìm người. Được, thiệu tam tỉnh xoay người chạy đi. Chờ đã, thiệu bình ba gọi lại. Thiệu tam tỉnh dừng bước quay đầu lại nhìn y. Sắc mặt thiệu bình ba không hề thay đổi, không cần đi đâu hết. Đàm ra đi tới kinh thành cũng phí công thôi, người nên rời khỏi thành đi. Nhà đầu kia dù có không hiểu chuyện cũng sẽ không bỏ chạy vào lúc này, hẳn là bị người ta dụ ra ngoài rồi. Tám chín phần mười người dụ được nó ra ngoài là đàm diệu hiển kia. Họ đàm kia không có được tâm tư thâm sâu như thế, sau lưng có người. Ta nên làm thịt họ đàm kia để chấm dứt hậu hoạn từ sớm rồi, nhẹ dạ một cái, lại cho người ta có sơ hở để lách vào. Tô Chiếu trầm giọng hỏi, ai dụ? Chương 337, đệ muội hiền lành. Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm nàng, liên tục cười lạnh nói, ta đã nói rồi, hắn sẽ không dễ dàng dừng tay. Tô Chiếu sợ hãi cả kinh bật thốt lên, như hữu đạo. Ngoài hắn ra còn có thể, khụ khụ. Đột nhiên Thiệu Bình Ba ho kịch liệt, người cong lại như con tôm, mặt đỏ gay. Tô Chiếu và Thiệu Tam tỉnh vội bước lại dìu y, nhìn vào lòng bàn tay y vừa bịt miệng chỉ thấy một vệt máu đỏ sẫm. Thấy vậy, Tô Chiếu lập tức thi pháp thuận khí cho y, nhanh chóng giúp y ngừng ho khan. Trước đó nàng có nghe nói đến việc Thiệu Bình Ba nổi giận đến thổ huyết, bèn tiện thể kiểm tra luôn, sau đó thở dài, người nổi giận quá mức, tim phổi đã bị thương, xem ra người thực sự bị như hữu đạo kia chọc giận không nhẹ. Đừng tức giận nhiều nữa, tim phổi người đã bị hao tổn, nổi giận một lần, lửa giận công tâm một lần, chẳng khác nào tim phổi lại bị thương một lần, người cứ vậy, dù có linh đan rượu dược cũng không bù được. Ta không sao, thiệu bình ba lắc đầu, nếu nhì bị bọn họ dụ đi, chỉ có hai kết quả, hoặc là chết trong tay bọn họ, hoặc là rơi vào tay nghiêu hữu đạo, bị giam cầm. Lão thiệu, lập tức báo cho phụ thân hạ lệnh cho nhân mã các nơi tỏa ra tìm kiếm. Nếu nhà đầu kia đã muốn chết, ta thả để cho nó chết chứ không cho nó rơi vào tay nghiêu hữu đạo. Nói với phụ thân, ý đồ với nước yến của đối phương quá rõ ràng khả năng nha đầu kia sẽ đi qua nước triệu và nước tống rất lớn qua đường thủy của nước tống sẽ ra đến biển khả năng nó sẽ đi đường biển vòng qua quận thanh sơn cũng không nhỏ dặn phụ thân hạ lệnh cho thủy quân sông bình lan phong tỏa sông bình lan không cho phép bất kỳ thuyền bè nào thông hành tô chiếu sốt ruột nói người an tâm nghỉ ngơi đi có được không đừng có lao tâm lao lực nữa ngươi không thể căng thẳng suy nghĩ nữa sẽ gây tổn thương cho thần kinh tâm mạch đã bị hao tổn của ngươi sẽ chậm lành hơn thừa dịp bị giam ở đây Mặc kệ hết công vụ dườm già đi, không cần nghĩ gì cả, bình tâm tính khi tính dưỡng cho tốt. Nàng quay lại hỏi thiệu tam tỉnh, lão thiệu, liễu nhi đi từ khi nào? Thiệu tam tỉnh suy nghĩ một chút, đáp theo như thủ vệ báo lại thì không quá ba canh giờ. Vậy sẽ không sao đâu, tô chiếu gật đầu, nói với thiệu bình ba, việc này cứ giao cho ta. Ta cam đoan liễu nhi sẽ không rời khỏi Bắc Châu được. Thiệu bình ba quay đầu lại hỏi, người có chắc chắn không? Y rất lo lắng điều này, muội muội chỉ là một nguyên nhân một phần khác bên này bị nghiêu hữu đạo thiết kế thành ra thế này có để hắn bắt cả muội muội mình đi bảo y làm sao chịu nổi tô chiếu nghe tình hình của ngươi có vẻ khẩn cấp ta sẽ lập tức đưa vài người có ích từ trong tổ chức đến dự bị phòng ngừa vạn nhất có cả cao thủ truy tung ngươi yên tâm đi mới đi được ba canh giờ không chạy được nàng quay sang dặn dò thiệu tam tỉnh ngươi lập tức tới nơi ở của liễu nhi tìm một chút xem có thứ gì có mùi của liễu nhi tỉ như quần áo thiếp thân chưa giặt của nàng là tốt nhất mau lên. Vâng, thiệu tam tỉnh gật đầu chạy đi, gã vừa co chân định chạy, thiệu bình ba lại trầm giọng quát, bảo phụ thân kiểm tra phủ thứ sự cẩn thận một chút, xem nhà đầu kia lấy đâu ra độc dược. Dù sao nội ứng ngoại hợp cũng cần người truyền tin, bắt người đó lại cho ta. Vừa nghĩ đến khả năng nhiều hữu đạo có thể thò chân rết vào trong phủ thứ sử, y không rết mà run, nếu không bắt được người này, sợ là y ăn ngủ không yên. Vâng, thiệu tam tỉnh nghiêm túc thưa vâng, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này. Tô Chiếu phất phất tay, để Thiệu Tam tỉnh mau đi đi, rồi tiếp tục trấn an Thiệu Bình Ba, biết ngươi quan tâm đến người muội muội kia rồi. Ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng, nhất định ta sẽ đưa Liễu Nhi an toàn về. Thiệu Bình Ba trầm giọng nói, cùng đi, ta cũng đi. Y cũng muốn xem là ai chạy đến giải vò, y không nghĩ là Nghiêu Hữu Đạo lại đích thân tới. Tô Chiếu chỉ chỉ đại lao xung quanh, bên ngoài có người của Đại Thiện Sơn trông coi, làm sao ngươi ra ngoài. Trước mắt người của Đại Thiện Sơn cũng sẽ không cho ngươi rời nơi này. Từ khi vào Bắc Châu, ta đã bí mật đào một mật đạo thông từ mặt đất phủ thứ sử ra ngoài thành, trong địa lao cũng có cửa, chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài thành. Tô Chiếu im lặng, quả nhiên vị này không phải đèn đã cạn dầu. Sau khi rời phủ thứ sử, Tô Chiếu dẫn theo mấy tùy tùng đến thẳng phủ lăng ba. Trong một gian thính đường trong phủ lăng ba, có bốn người ngồi chia làm hai bên trái phải ngồi như bốn pho tượng, cũng đội đấu lạp đen giống Tô Chiếu, không thấy mặt. Tô Chiếu đi vào trong sảnh, hai tay sốc đấu lạp, lộ ra chân dung, bốn người cùng đứng lên lễ phép chào, hương chủ. Tô Chiếu khẽ gật đầu, bước nhanh tới trước mặt một người bên tay trái, lấy ra một cái yếm tìm người này. Yếm này là của thiệu liễu nhi thay ra, đáng lẽ buổi sáng mỗi ngày hạ nhân sẽ phải giặt cho nàng, nhưng hiện giờ họ đều bị thiệu liễu nhi hạ độc chết rồi. Vành nón của người kia phủ lụa dài, chỉ thấy mái tóc màu nâu trắng, ngay cả hai mắt cũng bịt kín. Gã đưa tay nhận lấy đồ Tô Chiếu đưa qua, đặt trước mũi, hít hít người người, ngẩng đầu, giật giật mũi như đang cố gắng tìm mùi hương trong không khí. Khi gã ngẩng đầu, người đối diện mới phát hiện ra dưới lấp lụa là một cái hố sâu hóm, cực kỳ kinh dị, trong đó không có con mắt. Xe ngựa vẫn sóc này, thiệu liếu nhi giúp vào lòng đàm diệu hiền, không nói gì. Trước kia mọi thứ đều có phụ huynh bảo bọc, không cần nàng bận tâm chuyện gì, giờ rời phụ huynh đi rồi, còn đi cùng một thư sinh yếu đuối như vậy, không thể không cẩn thận. Nàng rất lo lắng về lòng tin của đàm diệu hiển dành cho vị lý huynh kia, trong bụng vẫn ấp ủ muốn thuyết phục Đàm Diệu Hiển đổi đường đi. Nhưng khi hỏi Mã Phu lái xe là ai an bài, nghe y đáp cũng là người của Lý huynh kia, nàng lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng chỉ biết chút quyền cước, còn không biết có thể tự vệ không. Nàng lo lắng nhất là Đàm Diệu Hiển thư sinh yếu đuối, bản thân mình tự vệ còn quá sức, làm sao bảo vệ y? Suy tính liên tục, không dám mạo hiểu sự an toàn của Đàm Diệu Hiển, nàng đành thôi, chỉ có thể xem tình hình mà hành sự nhưng trên đường đi thi thoảng nàng vẫn hé màn cửa sổ ra nhìn xem sắc trời bên ngoài có lẽ sắp đến hoàng hôn rồi tới khi phát hiện xe ngựa tới bờ sông có thể nhìn thấy nước sông vắt ngang chân trời thiệu liễn nhi thả màn xe thấp giọng thì thầm hỏi đàm diệu hiển đàm lang chàng biết bơi không a à, đàm diệu hiển ngạc nhiên lắc đầu không biết nàng hỏi làm gì thiệu liễu nhi bắt đầu lo lắng nhưng vẫn mỉm cười nói thiếp cũng không biết bơi sợ ngồi thuyền nhỡ rơi xuống nước thì làm sao bây giờ trang lại không thể cứu thiếp đàm diệu hiển dịu dàng xoa xoa má nàng nào có dễ lật thuyền như vậy yên tâm sẽ không sao đâu cũng phải thiệu liễu nhi cười cười không nói gì nữa hưởng thụ cái ôm ấm áp của y đến bờ sông xe ngựa rừng hai người chui ra nhảy xuống xe ngựa chỉ thấy lục thánh trung đã đến trước chắp tay đứng bên bến tàu mỉm cười nhìn mình thấy đã thuận lợi lừa được thiệu liễu nhi đến đây trong lòng lục thánh trung mừng như điên nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra mọi chuyện đã thành công hơn phân nửa. Có thể hiến muội muội của Thiệu Bình Ba cho Ngưu Hữu Đạo, chắc hẳn hắn sẽ không thể nói gì. Y rất chờ mong trước trưởng môn Ngũ Lương Sơn, Đàm Diệu Hiển cùng Thiệu Liễu Nhi dắt tay đi tới, thấy Lục Thánh Trung, Đàm Diệu Hiển cũng cười, buông Thiệu Liễu Nhi chắp tay chào, Lý Huynh. Lục Thánh Trung chắp tay đáp lễ, rốt cuộc Đàm Huynh đã đến, ta đã đợi lâu. Y nhìn Thiệu Liễu Nhi, hỏi, chắc vị này chính là Thiệu Cô Nương mà Đàm Huynh nhớ mãi không quên. Đàm Diệu Hiển cười sán lạn, cầm tay Thiệu Liễu Nhi, "Đúng vậy. Liễu Nhi, Lý huynh chính là ân nhân của ta, mau tới bái kiến." Nam nữ sau khi quan hệ sẽ khác, trước kia nắm tay thôi tim cũng đập nhanh, bây giờ còn dám nắm tay trước mặt người ngoài. Chương 338: Lật thuyền trong mương. Hai mắt Thiệu Liễu Nhi sáng rực lên, có vẻ rất ngây thơ, ngượng ngập chào, "Xin chào Lý đại ca." "Ha ha, đừng khách khí, đừng khách khí." Lục Thánh Trung thoải mái cười to, trong lòng thầm mắng nha đầu ngốc ở lại thiệu gia không ở, lại cứ muốn bỏ trốn cùng gã thư sinh nghèo này. Nghĩ thì nghĩ, y vẫn quay lại chỉ một chiếc thuyền ô bồng bỏ neo bên bờ sông sau lưng, lớn hơn thuyền ô bồng bình thường rất nhiều, đàm huynh, thuyền đã chuẩn bị xong, việc này không nên chậm trễ, lên thuyền đi. Được, đàm diệu hiển gật đầu nắm tay thiệu liễu nhi đi theo. Thiệu liễu nhi không ngừng liếc nhìn bội kiếm bên hông lục thánh trung, lòng càng trầm xuống. Thực ra đàm diệu hiển cũng chú ý tới, trước đó y chưa từng thấy lục thánh trung mang theo kiếm, nhưng cũng không để ý, các văn sĩ y kết giao có không ít người dùng kiếm làm trang sức, cũng thấy rất bình thường. Nhưng y không thể so được với ánh mắt của thiệu liễu nhi, liếc mắt một cái là nàng nhận ra bội kiếm bên hung lục thánh trung không không phải bội kiếm bình thường, người bình thường sẽ không múa được, nếu cố vung kiếm cổ tay rất dễ bị tổn thương, phần lớn là tu sĩ sử dụng. Cẩn thận một chút, khi lên thuyền, thấy thiệu liễu nhi có vẻ thận trọng, đàm diệu hiển vội đỡ nàng. Lục Thánh Trung thấy vậy, người ha ha trêu ghẹo, Đàm huynh thực chu đáo với đệ muội. Đàm Diệu Hiển đỡ Thiệu Liễu Nhi lên thuyền lúng túng nói, nàng sợ nước, không dám ngồi thuyền, lần này thực sự làm khó nàng rồi. Nghe nói nàng không biết bơi, Lục Thánh Trung lại càng yên tâm, mỉm cười, phất tay ra hiệu cho lái thuyền chèo thuyền đi. Vừa lên thuyền, Thiệu Liễu Nhi kiểm tra tình hình ngay lập tức, ánh mắt dừng một chút ở cái túi da dê căng phồng khí ở đuôi thuyền. Thứ này làm bằng da dê, thổi phồng lên vài thuyền chờ người thả lên thuyền để đề phòng khi thuyền bị lật có thể dùng đến, có người thậm chí còn dùng cái này làm bè ra dê. Người treo thuyền gỡ dây thừng, ném lên thuyền, bản thân cũng nhảy lên, chống gậy trúc cao cao chống lên bờ, thuyền trôi xa dần dần xuôi dòng trôi xa. Thiệu liễu nhi ngoái nhìn thuyền phu kia vài lần, chân trời mở dần, đến giờ cơm, Lục Thánh Trung đã chuẩn bị tốt cho hành trình xa, đương nhiên trên thuyền đã có đồ ăn chu đáo. Lục Thánh Trung ở bên trong loay hoay loay hoay, Thiệu Liễu Nhi vội vàng đứng dậy giành làm, đây đều là việc của nữ nhân chúng ta. Để ta để ta, nàng nhất định đòi giành làm, Lục Thánh Trung cũng đành chịu, cuối cùng cười cười quay lại, dựng ngón cái với Đàm Diệu hiền, để muội hiền lành, Đàm huynh thực sự có phúc lớn. Đàm Diệu hiền cười ngây ngô sung sướng không khép nổi miệng. Trong lúc bên này bàn chuyện ăn uống, Thiệu Liễu Nhi lại đứng dậy, bưng chén nước lên đầu thuyền mời, thuyền ra vất vả rồi, uống miếng nước đi. Không được, thuyền phu vội khoát tay, nhưng thịnh tình không thể chối từ, cuối cùng vẫn nhận lấy uống. Lục Thánh Trung lại giơ ngón cái với Đàm Diệu Hiền, Đàm Diệu Hiền lại cười ngây ngô, ánh mắt nhìn Thiệu Liễu Nhi tràn đầy nhu tình mật ý. Quay về ngồi một lát, Thiệu Liễu Nhi lại nhìn sang bội kiếm Lục Thánh Trung để bên cạnh, nói: "Phụ thân ta rất thích đao kiếm, từ nhỏ ta cũng thấy nhiều nên cũng bị ảnh hưởng vài phần. Lý đại ca có thể cho ta thưởng thức một chút không?" Lục Thánh Trung cười nhặt kiếm bên cạnh lên, đặt lên bàn, đẩy tới, hơi nặng đó. Đàm Diệu Hiển kinh ngạc, nàng thích đao kiếm sao? Xem thường thiếp sao? Thiếp múa kiếm cho chàng xem." Thiệu Liễu Nhi cầm bảo kiếm đứng dậy, đến đuôi thuyền, rút kiếm cầm lên có vẻ muốn múa nhưng lại không nâng được, kinh hô, nặng thật. Lục Thánh Trung mỉm cười lắc đầu, thầm nghĩ, cân nặng của kiếm này há người có thể chơi được. Thấy Thiệu Liễu Nhi lảo đảo như thể lúc nào cũng có thể rơi xuống sông, Đàm Diệu Hiển hãi hùng khiếp vía, vội vàng đứng dậy đi ra đỡ lấy nàng, không muốn nữa, cẩn thận kẻo rơi xuống nước, mau dừng lại. Thiệu Liễu Nhi chống kiếm dừng lại, đàm diệu hiển tới đỡ lấy nàng, nàng cũng kéo y lại không cho về. Hai người cứ thế đứng ở đuôi thuyền thưởng thức cảnh đẹp mặt trời lặn bên sông. Bóm, đột nhiên thuyền phu lão đảo rơi xuống nước rồi chìm xuống. Lục Thánh Trung đột nhiên quay lại, lắc mình tới đầu thuyền, ánh mắt kinh nghi bất định, tìm thuyền phu vừa rơi xuống nước, không biết gã cố ý hay vô ý. Đúng lúc này, chợt y cảm thấy hơi hoa mắt, đầu ong ong, cố gắng lắc đầu thiệu liễu nhi ở đuôi thuyền vẫn để ý vạch kiếm trong tay một cái chặt đứt dây thường buộc da dê quả quyết đá túi da dê xuống nước đàm diệu hiển đang nhìn theo hướng thuyền phu rơi xuống nước không để ý bị thiệu liễu nhi nắm chặt vạt áo đẩy xuống nước bọt nước bắn lên tung tóe thiệu liễu nhi phát tay ném bảo kiếm của lục thánh trung xuống sông bản thân mình cũng nhảy xuống tiện nhân lục thánh trung hiểu ra vấn đề đột nhiên gầm lên muốn rút bảo kiếm đánh giết sợ sang bên hông mới biết bảo kiếm không ở bên người cố nén khó chịu y lách mình tới, vừa tới đầu thuyền thì lảo đảo, hai chân mềm nhún, suýt nữa rơi xuống nước, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nhét một viên giải độc hoàn vào miệng. Đàm Diệu hiển chìm chìm nổi nổi dưới nước, kêu lên oai oái. Thiệu Liễu Nhi từ dưới nước nổi lên, kéo lấy túi ra dê bơi về hướng Đàm Diệu hiển không biết bơi. Nàng vừa bơi tới chỗ Đàm Diệu hiển vừa quay lại cảnh giác nhìn Lục Thánh Trung bên kia. Mông hãn dược Lục Thánh Trung cho nàng không dùng hết, giờ lấy ra dùng nốt lục thánh trung ngồi xếp bằng cùng thiệu liếu nhi dưới nước nhìn nhau thuyền tiếp tục chảy xuôi dòng song phương cách nhau xa dần thấy y ngồi im ở đuôi thuyền không thể động hẳn là đã thành công thiệu Liễu nhi nhẹ nhàng thở ra quay lại dốc hết sức kéo đàm rượu hiển chỉ lộ cái mặt trên mặt nước bơi đi túi da dê trôi đi nàng cao tay xuống nước bắt được một sợi dây thừng mừng như bắt được cọng cỏ cứu mạng nổi được mặt lên nàng liều mạng bò lên trên bò lên lại rơi xuống rơi xuống lại bò lên nóng lòng cầu sinh nóng lòng hít thở nhưng cũng nhiều lần bị sặc nước. Đàm lang, đàm lang, thiệu Liễu nhi ở trên túi da dê gọi lớn, đánh thức y dậy, rồi lại xuống nước ôm chân y lên. Dày vò một hồi, đàm diệu hiền cũng bò lên được túi da dê, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nằm sấp trên đó như con chó chết, thi thoảng lại nôn ra nước. Thiệu Liễu nhi nắm dây thừng buộc trên túi da dê, ổn định lại không cho nó lăn lộn dưới dòng nước nữa, nếu không, đàm diệu hiển sẽ lại rơi xuống nước một nữ nhân với khuôn mặt xinh đẹp vung mái tóc dài ướt sũng nước, thân thể mềm mại ra sức khua khua mặt nước, kéo túi ra dê, nắm hướng kéo lên bờ. Lục Thánh Trung ngồi dưới đuôi thuyền nhìn nàng cầu sinh hận đến nghiến răng. Y đã từng tiếp xúc với đàm diệu hiển, biết thư sinh yếu ớt không có được tâm tư này, cung ác không gạt được Y, là thiệu liễu nhi làm. Còn tưởng nha đầu này ngốc nghếch, lừa một chút là được, lại dễ dãi thất thân, ai ngờ nàng ta giả heo ăn thịt hổ. Còn nói không biết bơi xem nàng ta cứu người thế này còn nói là không biết bơi. Rõ ràng là từ lúc mới lên thuyền đã có dụng ý khó dò. Tranh việc là vì nàng ta hiền lành sao, rõ ràng là muốn tìm cơ hội hạ độc, rõ ràng nàng một mực giả bộ yếu ớt, khiến cho mình không chút phòng bị uống rượu nàng ta mời, vậy mà còn để nha đầu đó lừa đi vũ khí tùy thân. nha đầu này thật không hổ là thân muội muội cùng cha mẹ sinh ra với thiệu bình ba, cũng âm tàn như vậy, nàng ta có thể quả quyết hạ dược người bên cạnh mình như vậy, đáng lẽ mình phải cảnh giác mới đúng. Hoài nghi người chèo thuyền sẽ mang lại nguy hiểm, nàng ta cũng không tha cho thuyền phu, lại càng chứng minh điều này. Trơ mắt nhìn một đôi cầu nam nữ càng lúc càng xa xa ngay trước mắt mình, mình lại không thể làm gì, y càng nghĩ càng nghẹn một bụng lửa giận. Thuyền lại lật trong mương, ấy vậy mà y vẫn cứ phải cố nén lửa giận, ép mình phải bình tĩnh lại, bình tâm thi pháp khử độc. Đàm Diệu Hiển nằm trên túi da dê cuối cùng đã tỉnh lại, nhìn xung quanh một lát vội ôm chặt lấy túi da dê không dám động loạn, chỉ sợ rơi xuống chương 339, lật thuyền trong mương 2. ngẩng đầu nhìn thiệu Liễu Nhi đang ra sức bơi đi, lại quay đầu nhìn thuyền xa dần, y hô lên hỏi, Liễu Nhi, đang yên đang lành vì sao lại đẩy ta xuống nước? Thiệu Liễu Nhi khô tay khỏa nước quay đầu lại hỏi, không phải đẩy chàng xuống nước? Chẳng lẽ chàng không nhìn ra được chúng ta đang chạy nạn sao? Chạy nạn, đổi thành người khác, dù có hiền thế nào cũng phải nổi điên, nhưng y chỉ dở khóc dở cười hỏi, không phải đang chạy nạn sao? Sắp chết đuối rồi, Liễu Nhi, rõ ràng nàng biết bơi, rốt cuộc nàng đang làm gì, nàng hối hận không muốn đi cùng ta sao. Đàm lang, đi theo chàng, thiếp chưa bao giờ hối hận, nhưng Lý Huynh kia không phải người tốt, không phải người ta giúp chàng mà là hại chàng. Đàm Diệu Hiển kinh ngạc hô lên, sao có thể, y không phải người đọc sách, mà là pháp sư giới tu hành. Vừa rồi xem cách y khoanh chân ngồi tĩnh tỏa đã chứng minh phán đoán của thiếp. Có một số việc, bây giờ nói ra chàng cũng không hiểu, nhưng thiếp có thể đoán được, y không giúp ngươi, mà là muốn lừa thiếp, lợi dụng thiếp đối phó với thiệu gia. Sau này chắc chắn chúng ta sẽ bị bọn họ khống chế, vậy chúng ta trốn khỏi Bắc Châu còn có ý nghĩa gì? Cái này, cái này sao có thể? Đàm Diệu Hiền không dám tin, nếu y là Pháp Sư, vì sao chúng ta có thể chạy thoát? Chính y cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết Thiệu Liễu Nhi đã âm thầm dở trò. Thiệu Liễu Nhi cũng không muốn nói cho y biết thuyền phu kia e là không sống nổi, sợ y khó mà chấp nhận được sự ác độc của mình, chỉ quay đầu lại, vừa ra sức khua nước vừa hỏi đàm lang chàng không tin thiếp sao đàm diệu hiền không chút do so dự gật đầu ta tin thiệu liễu nhi cười nam nhân này có đôi khi rất ngốc nhưng nàng thích nàng cũng không muốn người đàn ông của mình tương lai sẽ giống như đại ca đơn giản một chút thật tốt dù lúc này rất mệt mỏi nhưng trong lòng nàng tràn đầy ngọt ngào đàm lang thiếp đã là người của chàng cùng nhau bỏ trốn là lựa chọn của thiếp và chàng sau này dù lựa chọn của thiếp sẽ đem đến kết quả gì dù tương lai chàng đối xử với thiếp tốt hay xấu vẫn nên do một mình thiếp gánh thiếp không thể ích kỷ chỉ vì mình mà đem lại phiền toái cho thiệu ra nên mới mạo hiểm đẩy chàng xuống nước nàng không nên oán thiếp thiệu liễu nhi thở hổn hển giải thích nàng bơi cũng không tốt lắm nên hơi mệt liễu nhi ta sẽ đối tốt với nàng cả đời thiếp tin chàng dù chàng có không tốt với thiếp thiếp cũng chịu con đường mình tự chọn mình chấp nhận ta thề với trời nếu dám phụ liễu nhi ta sẽ chết không tử tế không được nói bậy sống tốt cho thiếp tuy nói vậy nhưng diệu linh nằm trên túi da dê thi thoảng vẫn quay đầu nhìn về điểm đen xa xa trên mặt sông y vẫn không tin lý huynh lại muốn hại mình khi hai người chuẩn bị cập bến đằng trước có tiếng vó ngựa rầm rập đàm diệu hiển nằm sấp trên túi da dê ngẩng phát đầu lên thiệu liễu nhi biến sắc mười mấy kỵ sĩ vào tới bờ sông ghìm ngựa dừng lại nhưng người trên lưng ngựa không phải người của phủ thứ sử nàng chưa từng thấy họ ngoại trừ hai người những người khác đều đeo mặt nạ đen một thân y phục đen. Chẳng lẽ là người của Lý Huynh kia? Lòng nàng trầm xuống, chợt nghe một tiếng chim ưng gáy lên to và rõ ràng, ngẩng đầu nhìn, thì thấy có ba con phi cầm to lớn đang bay vòng quanh, vừa bay vòng vừa giảm độ cao, rất nhanh liền hạ xuống bờ sông. Sáu người nhảy xuống khỏi ba con phi cầm, năm người đội đấu lạp đen, thiệu bình ba không đội, đứng trên bờ sông, áo choàng đen bay phần phật trong gió lạnh lùng nhìn muội muội đang ra sức kéo người ta vào bờ. Ánh mắt y nhìn đàm diệu hiển càng hờ hững và lạnh lẽo. Thiệu Liễu Nhi chột dạ, nhưng cũng chẳng có cách nào, có chạy cũng không thoát được. Đàm Diệu Hiển dựa vào túi da dê thấy đại công tử phủ thành Bắc Châu đích thân tới, chẳng những chột dạ mà còn có vài phần căng thẳng và sợ hãi, nhất là khí thế người ta từ trên trời giáng xuống kia khiến cho y cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cuối cùng cũng cập bờ, đỡ Đàm Diệu Linh lên bờ, Thiệu Liễu Nhi chỉ ra mặt sông, kẻ dụ dỗ muội có thể còn trên thuyền. Thiệu Bình Ba nhìn theo hướng nàng nhìn, Tô Chiếu bên cạnh lập tức quay đầu ừ một tiếng, có bốn người nhảy lên phi cầm, hìa còn vỗ cánh cuốn lên cuồng phong bay lên. Đại ca, Thiệu Liếu Nhi yếu ớt gọi, mái tóc ướt súng dán lên mặt, nước chảy tí tách. Chát, Thiệu Bình ba giáng cho nàng một bà tai thật mạnh, người còn có mặt mũi gọi ta là đại ca sao? Người còn coi ta là đại ca người sao? Thiệu Liếu Nhi bị đánh, cắn môi không nói gì, thực sự là không oán không hận nổi, nàng cũng biết mình làm vậy là sai, không quan tâm đến cảm giác người nhà. Thiệu Bình ba không tiêu được cơn giận vất tay muốn tát thêm cái nữa, thì bị một cánh tay bên cạnh giữ lại. Tô Chiếu giữ lấy tay y, thở dài, người không sao là tốt rồi. Biểu tỷ thiệu liễu nhi nhận ra giọng nói, Tô Chiếu vén đấu lặp nhìn nàng, lắc đầu thở dài. Đàm Diệu Hiển cả gan đứng ra chặn trước người Thiệu Liễu Nhi, không liên quan đến Liễu Nhi, có chuyện gì cứ nói với ta. Thiệu Liễu Nhi kéo y một cái, thấp giọng nói, không có chuyện của chàng, tránh sang một bên đi. Nàng rất lo lắng, đại ca đã nổi giận, chuyện này y không ngăn được. Đàm Diệu Hiền lại không thức thời, nhìn chằm chằm Thiệu Bình Ba, che chở cho Thiệu Liễu Nhi không chịu tránh. Trần Quy Thạc, Thiệu Bình Ba lạnh lùng gọi, Trần Quy Thạc bên cạnh Tống Thư lập tức bước nhanh tới trở lệnh. Tô Chiếu vội chạy đến, ba con phi cầm không thể chờ nhiều người tới, tới đây lại phải mượn dùng vài nhân thủ chi nhánh này của tổ chức. Dọc đường tìm kiếm, Thiệu Bình Ba cũng lo lắng không đủ người, lại không dám kinh động đến Đại Thiện Sơn bên kia, cũng không tiện dùng đến người của Thượng Thanh Tông, Bên cạnh hoàn toàn không có người mình cũng không yên tâm, cho nên mang theo Tống thư và Trần Quy Tạc tương đối đáng tin tới. Thiệu Bình ba từ Tốn nói, đưa xuống, chặt thành thịt muối cho cá ăn. Vâng, Trần Quy Thạc bước lên, nắm chặt tay Đàm Diệu Hiển muốn kéo đi. Thiệu Liễu Nhi phát điên nhào tới ngăn cản, ôm lấy cánh tay Trần Quy Thạc hà mồm cắn. Trần Quy Thạc đau nhe răng nhưng không dám làm gì nàng, cứ dây dưa với nàng mãi cũng không ổn, vội nới lỏng tay. Thiệu Liễu Nhi vội vàng xoay đàm rượu Hiển đang sợ tới tái mặt ra sau lưng bảo vệ, ta đã là nữ nhân của chàng, ai dám động đến chàng, ta liều mạng. Thiệu Bình Ba siết chặt hai nắm tay, cả giận hỏi lại, ngươi nói cái gì? Thiệu Liễu Nhi đáp lại rõ ràng, muội đã trao thân cho chàng, nói không chừng đã có mang cốt nhục của chàng, không phải chàng không gả, ai dám giết nam nhân của muội, thử xem. Ngươi, ngươi, ngươi có biết xấu hổ không? Thiệu Bình Ba chỉ nàng nổi điên lên gào thét, chợt kịch liệt ho khan, gục xuống cong như con tôm. Tô Chiếu vội chạy tới thi pháp giúp y thở lại bình thường. Mặc dù thuyền của Lục Thánh Trung đã đi xa nhưng cũng không bù được tốc độ phi cầm đuổi theo. Lục Thánh Trung khoanh chân ngồi trong khoang thuyền tĩnh tọa khử độc thấy có hai con phi cầm lướt đến trên không trung, cười như miếu, biết mình trốn không thoát. Y đã uống giải độc hoàn, giải được độc, không cần lo cho tính mạng, nhưng tình trạng cơ thể hiện tại của Y không thể trốn lâu trong nước. Dù vậy Y vẫn nghiêng người nhào vào trong nước, trốn dưới làn nước, bắt lấy một tia cơ hội sống sót. Trên thân phi cầm có hai bóng người, một trước một sau nhảy xuống nước đuổi theo. Con phi cầm kia từ trên trời lao xuống, một đôi lợi chảo chụp lấy ô bồng, soạt một tiếng, xé nát, lực đạo cực mạnh. Cảnh tượng trong khoang thuyền bầy hết ra, không có dấu người trong đó. Sau đó, con phi cầm vỗ cánh bay lên không trung, một người nhảy xuống thuyền, kiểm tra lại lần nữa. Âm một tiếng, lục thánh trung vọt ra khỏi mặt nước, nói cho chính xác là bị người ta ném từ trong nước ra. Trước đó, con phi cầm kia đã lao tới, một đôi lợi chảo như bằng thép chụp chúng ngực Lục Thánh Trung. a à, Lục Thánh Trung hét thảm, phía sau vẩy ra máu tươi, y đã bị lợi chảo của con phi cầm xuyên thủng người cố chặt, gần như trong chớp mắt khiến cho y đau đến hôn mê bất tỉnh. bốn 340, bỏ vào lồng heo ngâm nước. Khi lợi chảo nhả ra, Lục Thánh Trung bị ném xuống bờ, kêu lên đau đớn. Toàn thân y đầy máu me, chật vật chậm rãi ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt, cười thảm. Đàm Diệu Hiển Kinh Hô, Lý Huynh, khá xúc động, Thiệu Liếu Nhi vội cản y lại, nàng biết người nam nhân lương thiện của mình không thể tham gia vào chuyện này, không thể để gã ngốc này làm ra chuyện điên rồi gì. Sau một hồi bị dày vò trong nước, lớp son phấn cải trang trên mặt Lục Thánh Trung đều trôi đi hết. Con người Tống Thư đột nhiên co lại, quát lên, Lục Thánh Trung, là ngươi. Lão vốn là thông gia với Vương Hoành ở Kinh Thành nước Yến, Lục Thánh Trung vốn là người bên cạnh Vương Hoành, đương nhiên là lão nhận ra được. Thiệu Bình Ba đã dứt được cơn ho khan, quay lại hỏi, người biết hắn. Tống Thư chắp tay trả lời, Đại Công Tử, người này là đệ tử của Ngũ Lương Sơn, vốn là Pháp Sư Tùy Tùng của Vương Hoành một trong bốn đại thống lĩnh nước Yến. Sau này y nhận mệnh Vương Hoành đi ám sát Nghiêu Hữu Đạo, kết quả thảm bại, còn bán người của Tống ra phái ra. Nhi tử lưu lộc của quản gia Tống Phủ ta là bị y hại chết. Ta chỉ hận không thể lột sống ra y, Đàm Diệu Hiển nghe mà sững sờ, bọn họ đang nói đến Lý Huynh sao. Thiệu Liễu Nhi thầm nghĩ, quả nhiên người này có vấn đề. Tô Chiếu hỏi Thiệu Liễu Nhi, Liễu Nhi, chỉ có một mình y sao? Biểu tỷ, còn có một mã phu và một thuyền phu, không biết có phải đồng bọn không? Thiệu Bình Ba quay lại nhìn muội muội, lại quay người đi tới, thò chân gầy gầy mặt lục thánh trung, có thể phản bội vương hoành. Người cũng không phải kẻ có cốt khí gì, không muốn chịu khổ thì thành thật khai báo đi. Ai phái ngươi đến, lục thánh trung cười thảm ta không hiểu làm thế nào các ngươi có thể xác định phương hướng của ta mà đuổi theo nhanh như thế chuyện này không phải chuyện ngươi nên hỏi thiệu bình ba dừng chân lạnh nhạt nói vừa rồi ngươi cũng có nghe rồi đấy tống thư chỉ muốn lột ra ngươi ta nghĩ nhất định lão sẽ chăm sóc ngươi thật tử tế ta chỉ hỏi ngươi một câu nhận tội hay không lục thánh trung bất lực lắc đầu nếu đằng nào cũng chết ngươi nghĩ rằng ta sẽ khuất phục kẻ thù giết ta sao vậy còn phải xem ngươi có giá trị gì với ta không nếu có, trước mặt nhiều người như vậy ta cam đoan sẽ không để cho ngươi chịu tội, sẽ cho ngươi một con đường sống. Ta sẽ không nuốt lời, nếu không có giá trị, ngươi cho rằng ta không biết ai phái ngươi đến sao. Lục Thánh Trung thở dài một tiếng, dễ dàng khai, như hữu đạo, như hữu đạo phái ta đến. Thiệu Bình Ba lập tức hỏi, có bao nhiêu người tới? Chỉ có một mình ta, Thiệu Bình Ba hít mắt, chỉ một mình ngươi, có vẻ y không tin. Hẳn là Nghiêu Hữu Đạo có bố trí nhân thủ trong thành để phối hợp với ta, còn là ai thì ta không rõ nhưng ta biết tìm ai để liên hệ lần theo đường dây này tìm nguồn gốc hẳn là có thể moi ra những người khác không biết thông tin này có giá trị với thiệu đại công tử không hai mắt thiệu bình ba lấp lóe không yên lục thánh trung lại nói đau chết ta rồi ta muốn chữa thương thiệu bình ba nghiêng đầu ra một chút chữa thương cho y lập tức có người nhấc y sang một bên cho y uống thuốc bó thuốc trị liệu trần quy thạc nghiêng đầu nhìn y một chút ánh mắt có vẻ sầu lo chỉ lo vừa rồi y nói có thể truy ra mình, như hữu đạo cũng cho y một chỉ thị, nếu có cơ hội thì phải chơi chết thiệu bình ba, nhưng thực sự y không tìm ra được cơ hội nào. dù là tư cách hay tu vi của mình, y cũng sẽ không thể đơn độc gặp thiệu bình ba. lúc nào thấy thiệu bình ba cũng có người bảo vệ bên cạnh, căn bản trần quy thạc không có cơ hội hạ thủ. trong thành này cũng có người phối hợp với trần quy thạc, nhưng y cũng không rõ kẻ đó là ai. nếu là cùng một tuyến trên với lục thánh trung thì phiền rồi sắc mặt đàm diệu hiền rất khó coi thất hồn lạc phách có mơ y cũng hiểu lục thánh trung nói vậy là có ý gì người ta có đến giúp mình đâu mình bị người ta lợi dụng đối phó với thiệu gia thiệu bình ba quay lại nhìn muội muội chậm rãi bước lại gần thiệu liếu nhi cực kỳ căng thẳng lại giang hai cánh tay che chở đàm diệu hiền cũng gọi biểu tỷ có ý cầu mong giúp đỡ tô chiếu gian nan hỏi bình ba thiệu bình ba dừng bước nhìn chằm chằm nam nhân sau lưng muội muội cảm xúc cực kỳ phức tạp ngay khi y mới phát hiện ra mối quan hệ không bình thường của Đàm Diệu Hiển và muội muội, cũng định giải quyết Đàm Diệu Hiển luôn, nhưng lại sợ khiến muội muội đau lòng. Y vẫn nhớ kỹ lời dặn dò của mẫu thân trước khi lâm chung. Nói thật, muội muội đến tuổi này rồi cũng nên xuất giá, nữ nhân gia không nên kéo dài mãi tới lúc này, y cũng châm trước chuyện kén chồng cho muội muội, đương nhiên y hy vọng sẽ tìm được cho nàng một người tốt nhất, thích hợp nhất. Căn bản Đàm Diệu Hiển không nằm trong phạm vi lo nghĩ của y, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đàm Diệu Hiển không thích hợp, xuất thân của muội muội đã định không thể gả nàng cho loại người này. Sau lưng Thiệu gia còn liên quan đến vài lợi ích hút mắc và ân ân oán oán. Y hiểu muội muội là người thế nào, theo lý mà nói thì không thể. Y cũng không nghĩ ra làm sao muội muội có thể thích loại thư sinh cổ hủ thế này. Mà từ khi giải tán thi xã, Thiệu Liễu Nhi chỉ sợ y sẽ hạ độc thủ với Đàm Diệu Hiển, đã cảnh cáo y, dám động đến Đàm Diệu Hiển đừng trách nàng trở mặt. Chính vì vậy Thiệu Bình Ba mới không làm gì đàm diệu hiển, chỉ định bước ép y phải bỏ đi, tránh phải trở mặt với muội muội. Đương nhiên, cũng còn một nguyên nhân nữa, nếu như muội muội thực sự không chịu gả cho ai ngoài người này, y có thể làm gì đây? Xét một mặt khác, nhân phẩm của đàm diệu hiển không tệ, muội muội gả cho y sẽ không bị bắt nạt. Nhưng y cũng muốn xem thử xem, khi đối mặt với khốn cảnh, đàm diệu hiển sẽ bộc lộ hết bản tính, sẽ như thế nào? Y phải nhìn cho rõ, không thể tùy tiện gả muội muội ra được. Ai ngờ, mềm lòng một chút lại dẫn ra chuyện thế này. Y cực hận, ngươi đã có được thân thể của nàng. Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm Đàm Diệu Hiển, hỏi, Đàm Diệu Hiển xấu hổ không biết nói thế nào. Thiệu Liễu Nhi lập tức lên tiếng đáp, đúng thì sao? Muội nói rồi, không phải y không gả. Thiệu Bình Ba không để ý tới nàng, chỉ nhìn chằm chằm Đàm Diệu Hiển, muốn y phải trả lời chắc chắn. Y hiểu Đàm Diệu Hiển, biết ra hỏa này không phải người nói láo, y nghi ngờ muội muội chỉ lấy chuyện này ra làm lá chắn. Cuối cùng đàm diệu hiển cũng lấy hết súng khí đáp, đại công tử, ta sẽ chịu trách nhiệm với liễu nhi. Chịu trách nhiệm, hát ha ha, nương, người thấy chưa? Ha ha, thiệu bình ba chợt ngửa mặt lên trời cười to, hai tay vung lên trời, cười nói thê lương. Đối phương đã thừa nhận, đau đớn trong lòng khó nói nên lời. Y đau lòng không phải vì muội muội thất thân, mà là vì người y quan tâm nhất, muốn bảo vệ nhất, vào lúc này, lại bỏ rơi y. Thiệu ra xảy ra chuyện như vậy, đại ca của nàng là mình còn đang bị giam trong ngục vậy mà nàng không hề bận tâm đến sự sống chết của y nam nữ hoàn ái với nàng còn quan trọng hơn cả tính mạng đại ca có thể mặc kệ đại ca mà bỏ trốn cùng người ngoài bảo y làm sao chịu nổi lòng y thật lạnh thiệu liễu nhi cắn môi chưa bao giờ nàng thấy đại ca có vẻ phóng túng như vậy cũng xót xa bình ba tô chiếu bước tới an ủi thiệu bình ba vung tay hất tay nàng ra chỉ đàm diệu hiền không kìm nổi cơn giận mắng người chịu trách nhiệm ở cái thời binh hoang mã loạn thế này, người lấy cái gì mà chịu trách nhiệm? người có biết có bao nhiêu người đang muốn đẩy thiệu gia vào chỗ chết không? người có biết nàng vừa rời khỏi thiệu gia sẽ có bao nhiêu người muốn bắt nàng không? phan người không thể đứng vào trong miếu đồng chỉ biết ôm sách vở gật gù đắc ý võ người không thể lâm trận giết địch hai tay trói gà không chặt chỉ dạy vài đứa trẻ đọc sách viết chữ liền có thể bảo vệ nàng sao? người tự cho rằng mình có thể bảo vệ nàng cái loại thư sinh cực kỳ vô dụng như ngươi Thiệu gia ta có muốn nâng đỡ ngươi lên cung ác không biết nâng vào đâu đỡ chỗ nào. Ngươi nói cho ta nghe, ngươi lấy cái gì mà chịu trách nhiệm. Chương 341, kẻ phản bội. Đàm Diệu Hiền hít thở dồn dập, bị nói tới mức mặt mũi đỏ bừng. Thiệu Liễu Nhi vội nói giúp vào, đại ca, chàng không có nói huynh quá đáng như thế. Thiệu Bình ba chỉ sang nàng mắng, vậy ngươi nói cho ta, các ngươi có thể rời khỏi Thiệu gia sao? Trong lòng ngươi phải hiểu hơn tất cả mọi người chứ, chỉ cần rời Thiệu gia chỉ cần thiệu gia không quản hai người các ngươi chắc chắn các ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ mạnh miệng cũng vô dụng liễu nhi hẳn là ngươi cũng phải hiểu sinh ra trong gia đình như chúng ta mặc kệ là ngươi hay là ta đều không có lựa chọn khác không phải ta không muốn gả ngươi cho y mà là y không gánh nổi trách nhiệm kia không liên quan đến chuyện giàu hay nghèo mà là y khun có tư cách và năng lực cưới ngươi chẳng lẽ ngươi muốn nhìn tương lai trưởng phu của mình phải khúm núm với thiệu gia không ngóc đầu lên được chẳng lẽ người nguyện ý nhìn ngay cả hạ nhân trong nhà cũng cười trượng phu ngươi ăn bám. Người tình nguyện chịu, hay y tình nguyện chịu, nếu quả thực ngươi nghĩ cho y, thì bỏ y đi, đừng có hại y. Thiệu liếu nhi không biết phải cãi lại thế nào, chỉ cứng rắn cố chấp đáp ta mặc kệ. Ta đã là người của chàng, ta chỉ muốn đi theo chàng. Thiệu bình ba giận quá bật cười, chế cũng tình nguyện, phải không? Thiệu liếu nhi cả giận đáp, huynh có bản lĩnh thì giết muội luôn đi. Được, ta thành toàn cho các ngươi. Tống thư, Trần Quy Thạc, lập tức giam đôi dâm phu dân phụ này vào lồng heo rồi dìm chết đi. Tống Thư và Trần Quy Thạc nhìn nhau, Tô Chiếu vội kéo Thiệu Bình Ba lại khuyên, Bình Ba, huynh muội với nhau, có gì về nhà từ từ rồi nói. Thiệu Bình Ba chợt quay lại, nhìn nàng, từ tốn nói, hạn cho các ngươi một nén nhang phải làm xong lồng heo, nếu không, ta sẽ dìm chết các ngươi. Tô Chiếu im lặng, Tống Thư và Trần Quy Thạc vội vàng chạy đi. Không bao lâu sau, hai người đã khiêng lồng gỗ đến, rõ ràng là chặt vội cây trong rừng rồi chắp phá lại, ngay cả vỏ cây cũng không gọt đi. Được hiệu bình ba ra lệnh, thiệu liếu nhi và đàm diệu hiển bị đẩy vào trong lồng, trong đó còn ném thêm mấy tảng đá lớn. Tống Thư và Trần Quy Thạc vội đóng cửa lồng lại, khóa chết. Thiệu bình ba, người có tư cách gì xử trí ta? Người có quyền gì mà quyết đi nị hôn sự của ta? Ta muốn đi gặp phụ thân, ta muốn đi gặp phụ thân. Thiệu liếu nhi trong lồng điên cuồng lay động hò hét, không ngờ đại ca lại làm thật. Đàm Diệu Hiển nhắm mắt rơi lệ, Tống Thư và Trần Quy Thạc khiêng cái lồng xuống nước, nước sông dần dần tràn vào lồng. Thiệu Bình Ba từ tốn nói, họ đàm, chỉ cần ngươi tình nguyện rời khỏi Liễu Nhi, ta sẽ thả người ngay, ngươi vừa có thể tự cứu mình, vừa có thể cứu Liễu Nhi. Ngươi tự xem mà làm, đừng nghe y, ta không tin y dám giết ta. Thiệu Liễu Nhi hờn giận quát lại, Thiệu Bình Ba nghiêng đầu ra lệnh, ném xuống. Tống Thư và Trần Quy Thạc cùng buông cái lồng lớn ra, lồng chìm xuống một chút, lại bị hai người tách ra, không thấy người trên mặt sông nữa, chỉ còn lại một lượt khung gỗ. Mặt nước nổi sóng ục ục, rất nhanh, có cánh tay vươn ra từ trong khung gỗ quấy loạn lên trên mặt sông. Đàm Diệu Hiền nắm chặt khung gỗ, lộ nửa gương mặt qua khe hở, ho khụ khụ, há mồm thở dốc, đau lòng hét lên, ta đi. Thả nàng, thẳng nàng, ta đi, lồng gỗ được nhấc lên bờ, mở ra, Đàm Diệu Hiền muốn chui ra, lại bị thiệu liếu nhi bên trong ôm lấy không chịu thả ra, không cần đi. Đàm lang, không cần sợ, y không dám làm gì chúng ta đâu. Đàm diệu hiển giấy dụa muốn đẩy nàng ra, nhưng thiệu liễu nhi đã ôm cứng không buông. Hai người cùng ngã ngồi vào trong lồng, cả người ướt nhẹp, ôm nhau khóc lóc. Đứng trước lồng sắt, thiệu bình ba lạnh tanh ra lệnh, lôi ra. Trần Quy Thạc lập tức tiến tới bắt lấy cánh tay đàm diệu hiển, kéo y ra ngoài. Không được, thiệu liễu nhi gào lên, liều chết kéo cánh tay còn lại của đàm diệu hiển. Coi như cả hai được đưa ra cùng lúc, thiệu bình ba bước lên một bước, bắt lấy tay muội muội, giết một cái, thiệu liễu ninh lập tức phải mở bàn tay ra. Tuy y không phải tu sĩ nhưng dù sao cũng xuất thân con nhà võ tướng, võ công không dám nói rất giỏi nhưng cũng từng luyện qua, chí ít là mạnh hơn thiệu liễu nhi. Y vung tay một cái đẩy thiệu liễu nhi lảo đảo ngã sang tô chiếu. Tô chiếu giữ nàng lại, biểu tỷ, xin tỷ, thiệu liễu nhi đấm lệ cầu xin, tô chiếu thở dài, liễu nhi, ca ca của muội chỉ muốn tốt cho muội thôi. Muội đi cùng y chỉ là hại y, để cho y đi đi. Thiệu liếu Nhi lại giấy dụa chỉ sang Thiệu Bình Ba, Thiệu Bình Ba, ta muốn gả cho ai là việc của ta, tốt xấu sao ta cũng chịu, liên quan gì đến các ngươi. Ngươi thả ta ra, ta đi với chàng, là chết hay sống không cần Thiệu ra quản. Tô Chiếu giữ chặt lấy nàng không buông, nàng ta nói vậy không phải vô nghĩa sao, nàng ta là nữ nhi Thiệu ra, Thiệu ra có thể không quản sao. Thiệu ra muốn mặc kệ cũng không được, bằng không, vì sao Lục Thánh Trung lại ra tay với nàng ta. Được, ta cho các ngươi một cơ hội. Thiệu Bình Ba đột nhiên hét lên, Thiệu Liễu Nhi đang kêu gào lập tức im bặt, Đàm Diệu Hiển đang đau đớn gào khóc cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Thiệu Bình Ba hất cằm sang Đàm Diệu Hiển, ra lệnh đưa cho y 100 kim tệ. Tống thư lấy ra một tấm kim phiếu 100 kim tệ, đưa cho Đàm Diệu Hiển. Đàm Diệu Hiển lắc đầu không nhận, Thiệu Bình Ba bực mình, cho ngươi thì ngươi nhận đi. Nếu ngươi thực sự muốn cưới Liễu Nhi, nếu ngươi thực sự có bản lĩnh cưới nàng, ta cho ngươi 3 năm, ta sẽ để cho Liễu Nhi chờ ngươi 3 năm. Ba năm sau, nếu ngươi có thể biến 100 kim tệ này thành 10.000 kim tệ, hoặc tùy ngươi có thể kiếm được công việc đàng hoàng ra hình ra vẻ ở đâu cũng được, không cầu ngươi làm thật tốt, nhưng ít nhất cũng để cho thiệu gia biết phải nâng đỡ ngươi từ đâu, thì có thể quang minh chính đại đến cưới liễu nhi, chứ không phải lén lén lút lút đưa nàng đi trốn. Nàng cũng không cần phải chịu nguy hiểm, chịu tội cùng ngươi. Đàm lang, đừng nghe hắn. Làm sao, điều kiện dư giả như vậy ngươi cũng nghĩ y không làm được, ngươi còn hy vọng y làm được cái gì có phải ngươi cũng cho rằng y chỉ là một thằng nhãi vô dụng không tin tưởng y thiệu liễu nhi bị mắng không biết nói gì hơi ngây ra đại ca nói vậy nàng nghĩ một chút đúng là chính mình cũng không biết đàm diệu hiển có thể làm ra được chuyện gì cho gia hình ra vẻ cầm đi tống thư đưa tấm kim phiếu ra đàm diệu hiển đẩy ra nâng ống tay áo ướt nhẹp lau nước mắt hét lên với thiệu liễu nhi liễu nhi chờ ta ba năm dứt lời y quay đầu chạy đi điên cuồng chạy trốn đau lòng chạy trốn rất có cốt khí, không cần 100 kim phiếu kia. Đàm Diệu Hiển vừa chạy vừa khóc, nước mắt nhòe đi mờ cả hai mắt, vấp phải tảng đá dưới chân ngã sắp mặt trước mặt mọi người, rồi lại bò dậy, tiếp tục chạy trốn, mà kệ cái cằm chảy máu, thi thoảng lại nhấc tay gạt lệ. Đàm Lang, Thiệu Liễu Nhi hò he tần hưng cũng không thấy Đàm Diệu Hiển quay đầu lại, cuối cùng, vô lực ngã ngồi xuống dưới chân Tô Chiếu. Đi, nhìn theo bóng lưng Đàm Diệu Hiển biến mất, Thiệu Bình ba vùng áo choàng xoay người bỏ đi. Phi cầm bay lên, Chiến mã rong rồi, đoàn người quay về. Trong màn đêm, Đàm Diệu Hiển chạy dọc theo bờ sông đã không còn chạy nổi nữa, đi lại lung tung không mục đích dưới ánh trăng, người vẫn còn ướt nhẹp, vừa lạnh vừa đói, không biết mình phải đi đâu nữa. Bụng y đói cồn cào, đành phải quỳ xuống uống một ngụm nước sông lót dạ, đột nhiên có tiếng chân ầm ầm chạy tới. Đàm Diệu Hiển đứng lên nhìn, chỉ thấy dưới ánh trăng, một đội kỵ binh mười mấy người xông tới, chạy băng qua trước mặt mình. Kỵ binh chạy qua, nhìn y đánh giá một hồi. Sau đó, họ quay lại, lấy cung tên dưới lưng ngựa ra, cài tên, mũi tên bay ra vèo vèo. Phập phập, hoa máu tung bay, liễu nhi, đàm diệu hiển bị cắm trúng người mấy mũi tên lẩm bẩm gọi một tiếng cuối cùng, đầy đau khổ ngã xuống nước huỳnh một cái. Ngoài phủ thành Bắc Châu, trong một trạch viện, Lục Thánh Trung nằm sấp trên giường nhỏ không phải chịu tội gì, hiện y đang rất thoải mái, sai được gì liền sai, gọi được gì liền gọi. chương 342, đánh ta một trưởng một. Mấy người thiệu bình ba cũng đã hiểu ra, may mà thiệu liễu nhi nghĩ được cách tự cứu mình, bằng không, nếu vị này bắt thiệu liễu nhi làm con tin thì thực phiền phức. Tô chiếu thầm thở dài, nhà đầu kia xưa giờ có vẻ rất ngây thơ, không ngờ lại có được tâm cơ này. Nàng liếc sang liệu bình ba, không biết có phải vì có huyết thống của mẫu thân không, bản thân mình không chậm, mà nữ nhi di nương sinh ra cũng không chậm, chỉ ít là thông minh hơn con của Nguyễn Thị nhiều. Lúc này họ cũng mới hiểu ra, là lục thánh trung bày cái dụ dỗ liễu nhi ra ngoài, người ở trong bóng tôi xui kiến mẹ con nguyễn thị cũng là tên này không cần mượn ngoại lực nào chỉ mình y làm mấy việc này người đi ám sát nghiêu hữu đạo vì sao lại thành ra làm việc cho nghiêu hữu đạo thiệu bình ba hỏi lục thánh trung không giấu kể hết chuyện vì một bài thơ mà thất thủ bị bắt ra tô chiếu nghe vậy suýt thì bật cười phát hiện vị này xui xẻo thật có điều nghĩ lại hình như cũng không thể nói vì người ta không may mắn được chỉ có thể nói y chọn sai đối thủ mục tiêu lần nào cũng không đơn giản Nghiêu hữu đạo thì không nói, mẹ con Nguyễn Thị bên kia thất thủ chắc chắn có quan hệ tới Thiệu Bình Ba. Còn Thiệu Liễu Nhi, chính nàng cũng không ngờ Thiệu Liễu Nhi lại có được thủ đoạn ấy, Lục Thánh Trung bất cần thất thủ cũng không lạ. Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm Lục Thánh Trung, hai mắt lấp lánh, tựa hồ như đã hiểu nguyên nhân Nghiêu hữu đạo phái người này đi làm việc. Cùng tô chiếu ra ngoài, đi dạo trong đình viện, Thiệu Bình Ba hỏi, người cảm thấy Lục Thánh Trung này thế nào? Tô Chiếu cũng đoán được phần nào tâm tư y, nghĩ y muốn mời chào, chỉ trầm ngâm đánh giá, y đã thất thủ nhiều lần, nhưng không đánh không biết, xét theo một mặt nào đó, y là một nhân tài. Thiệu Bình ba thở dài, nhưng người này có không đáng tin, rất dễ phản bội, không dễ khống chế. Tô Chiếu cười nói, nếu người thực sự muốn thu nạp y để sử dụng, ta có cách khống chế y. Nhất định sau này y có muốn phản cũng không dám phản. Việc này để ta lo, còn ngươi, giờ địa lao lâu quá không ổn đâu, mau về đi. Cũng tốt, ta giao lục thánh trung này cho ngươi, cần phải mau chóng đào móc người như hữu đạo bố trí trong phủ thành ra cho ta. Được rồi, ta biết nên làm thế nào. Chờ tin của ta, Tống Thư và Trần Quy Thạc cũng không biết Thiệu Bình Ba đi từ khi nào, hai người cũng không biết y sẽ tô mật đạo ra vào thành. Hai người về thành, tới đằng sau phủ lăng ba, Trần Quy Thạc nói, sư thúc, ta đi mua chút rượu và thức ăn. Ừ, Thượng Thanh Tông ở đây, chúng ta cũng không tiện xuất hiện, đi nhanh rồi về sớm. Vâng, Trần Quy Thạc chắp tay bước nhanh ra ngoài, đi thẳng tới tòa tử lâu gần phủ lăng ba. Gọi chút rượu và thức ăn, hỏa kế gói lại xong xuôi, khi giao đồ, một tấm giấy lặng lẽ được giấu trong tay hỏa kế. Mua xong rượu và thức ăn, Trần Quy Thạc rời tử lâu mà không về ngay, đi lòng vòng sầu lo hoang mang. Trong một trang viện, trên một gian lầu các, bên cửa sổ mở, Ngụy Đa khoanh chân ngồi tĩnh tỏa trong bóng tối, thi thoảng lại mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt thấy một trong hai cái đèn lồng treo bên hiên một nhà dân trước cửa sổ trang viên tắt đi. Ngụy Đa vội thu công đứng dậy rời đi, xuống lầu các, đi bộ tới một góc tường, gã nhìn nhìn một cuốn chỉ dưới lòng đất thì pháp hấp vào tay. Về lầu các, gã mở cố chỉ ra, dịch nội dung mật thư, xem xong, hoàn toàn biến sắc. Gã vội vàng viết một phong mật thư khác, lại đốt một cây đèn đặt trước cửa sổ, sau đó nhanh chóng xuống lầu đi bộ đến góc tường lúc nãy, quan sát xung quanh, thuận lợi ném cuộn chỉ ra ngoài. Quay lại lầu các, nhìn mãi đến tận khi đèn lồng dưới mái hiên nhà dân kia tắt cả tức là bên đó đã nhận được tin, gã mới yên lòng. Thổi tắt đèn trên bệ cửa sổ, Ngụy Đa lại viết phong mật thư thứ hai. Lát sau, một con kim xí bay ra ngoài cửa sổ. Trong góc đình viện, trong một gian phòng chứa đồ đen thùi, Tô Phá và Đồ Hán đứng trước cửa sổ cùng nhìn theo kim xí bay đi. Tô Phá than nhẹ, gần đây trong thành Bắc Châu xảy ra không ít chuyện, không biết có liên quan đến vị kia không. Xem ra từ đầu tới giờ y vẫn không chịu nhận đường nghi làm trưởng môn tốt xấu gì nàng cũng là nữ nhi của sư phụ y. Đồ Hán nói, y chỉ nhận di mệnh của sư phụ, làm việc theo môn quy cũng không sai. Tô phá lắc đầu, nhưng vị kia vẫn không có tình cảm gì với Thượng Thanh Tông. Ta nghi ngờ vị kia không quan tâm tới sống chết của y, dù có bại lộ cũng không sao. Hay là vị kia cố ý muốn để cho Thượng Thanh Tông và Thiệu Bình ba nảy sinh mâu thuẫn? Đây là muốn cho Thượng Thanh Tông không không có đất dung thân ở Bắc Châu sao? Ai, người theo dõi y sát sao vào, khi nào cần thiết thì giúp một chút. Ừ, Đồ Hán gật gật đầu, Lục Thánh Trung về thành, toàn thân đã tắm rửa sạch sẽ, không thấy có gì lạ, lại đi tới tử lâu của mình. Y cũng mua rượu và thức ăn, cũng kín đáo nhét một mảnh giấy vào tay hỏa kế. Lục Thánh Trung ôm đồ ra ngoài, một thực khách ngồi trong góc tối của tử lâu cũng chú ý đến phản ứng của hỏa kế kia. Trong một con ngõ bên đường, Tô Chiếu đi qua đi lại, tùy tùng đứng hai bên. Lục Thánh Trung đi tới, thở dài, đã làm như các người nói rồi đấy. Tô Chiếu không hé răng, vẫn đi qua đi lại ở đó. Chỉ một lát sau, một hán tử mặt thường phục bước nhanh tới thấp giọng bẩm báo, "Hương chủ, hòa kế kia đã đi ra ngoài từ cửa sau từ lâu." Tô Chiếu dừng chân, trầm giọng nói, "Giữ y lại, không được đánh rắn động cỏ." Phi cầm sẵn sàng đuổi theo bất cứ lúc nào, phòng bị đối phương dùng kim xí đưa tin, sẽ phải đuổi theo. "Vâng, tùy tung lĩnh mệnh vội vàng rời đi." Lục Thánh trung lại lên tiếng, "Đại công tử sẽ không nuốt lời chứ?" Đương nhiên sẽ không nuốt lời, Tô Chiếu quay đầu lại, khẽ mỉm cười, giơ tay ra hiệu. Thấy người hai bên áp sát, Lục Thánh tông cả kinh, các ngươi muốn làm gì? Ta, um um, y bị người ta giữ chặt, pháp lực bị khóa, lại bị thương nặng, không có cơ hội phản kháng. Miệng bị bóp ép mở ra, một viên thuốc được nhét vào miệng y. Bên này vừa buông ra, Lục Thánh trung lập tức móc họng muốn nôn thứ vừa nuốt vào ra. Người bên cạnh lập tức giữ lấy cổ tay y không cho y nôn. Lục Thánh Trung nhìn chằm chằm Tô Chiếu đang cười tủm tỉm, hoảng sợ hỏi: "Ngươi cho ta ăn cái gì?" Tô Chiếu cười: "Cũng là thứ tốt thôi, vô cùng quý giá, người bình thường không được hưởng thụ đâu." "Coi như ngươi lời đấy, rốt cuộc ngươi cho ta ăn cái gì?" Lục Thánh Trung hơi hoảng rồi, y có thể đoán được thứ này chắc chắn không lành. Tô Chiếu trả lời chẳng liên quan, chắc chắn đại công tử sẽ không nuốt lời: "Sau nửa canh giờ, muốn đi hay muốn ở tùy ngươi." Sắc mặt Lục Thánh Trung rất phức tạp, hoảng loạn và kinh sợ đan xen lẫn nhau. Hừng đông hôm sau, trong phủ lăng ba, dưới mái hiên, tô chiếu nhìn bình minh dần dâng lên phía chân trời xa xa. Bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Tô chiếu lặng lẽ hỏi, nàng đã ở đây chờ suốt một đêm. Nam tử bên cạnh trả lời, tên hỏa kế kia đã đặt mật thư vào phòng thờ của một xưởng nhuộm, rồi quay về từ lâu, hai bên luôn có người theo dõi sát sao, vẫn không thấy có động tĩnh gì, mật thư vẫn ở trong phòng thờ, không có ai đi lấy. Tô Chiếu trầm giọng nói, vậy không bình thường, loại tin tức này, nếu xử lý chậm có thể hỏng việc không thể có chuyện đến giờ vẫn không ai đi lấy chẳng lẽ đã lộ tin lục thánh trung bị bắt hoặc nói lục thánh trung không thành thật đang giờ trò gì đó hẳn là lục thánh trung phải biết hậu quả nếu dám động tay động chân huống chi y đã uống thuốc của chúng ta nếu động tay chân sẽ có đáp án nhanh thôi ta đang nghi ngờ có người để lộ bí mật trong số những người ở hiện trường người phe chúng ta sẽ không có vấn đề gì chẳng lẽ là người bên đại công tử để lộ tin tức hay là vị tiểu thư kia để lộ bí mật rồi? Tô Chiếu nhíu mày, ta sẽ hỏi. Trường 343, đánh ta một trường hai. Nam tử kia lại nói, có lẽ chờ tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Theo ta thấy, bắt thẳng hỏa kế kia thẩm vấn thì hơn. Ừ, Tô Chiếu vừa gật đầu, chợt nghe trong viện có tiếng kêu gào như dã thú, còn có tiếng ném đổ vật. Ha ha, Tô Chiếu cười nhạt, bước nhanh vào trong viện. Cửa một gian phòng đã bị đánh vỡ, trong đình viện, Lục Thánh Trung khi thì cào tim cào phổi lăn lộn dưới đất, đau đớn không chịu nổi, khi thì đập đầu xuống đất đến chảy máu chán. Vết thương bị phi cầm cào nát sau lưng lại dướng máu đỏ thấm. Vô tình thấy Tô Chiếu đi tới, y lăn lộn bò qua, ôm lấy chân nàng đau đớn gào khóc thuốc giải. Thuốc giải, cho ta thuốc giải, hiển nhiên y đã đoán được viên thuốc tối qua bị ép ăn chính là nguyên nhân. Tô Chiếu từ trên cao nhìn xuống, nói chúng ta đã làm theo lời ngươi nói, tin tức lại bị gián đoạn, không có người đón, chuyện gì xảy ra. Lục Thánh Trung cố gắng lắc đầu quầy quậy, "Ta không biết." "Không biết? Vậy ngươi cứ thong thả hưởng thụ đi." Nàng đá y lăn ra xoay người muốn đi. "Không muốn." Lục Thánh Trung gào lên muốn nứt cuống họng, lại vội vàng bò tới, ôm chân nàng, run rẩy đau đớn, "Ta không biết thật." Tô Chiếu rủ mi nhìn, "Vậy chờ ngươi biết rồi nói sau." Lục Thánh Trung rỗi tay ra đau khổ cầu khẩn, "Thuốc giải, cho ta." "Cho ta." Tô Chiếu đứng im bất động, mặc cho y chịu đựng, dường như không thể chịu nổi đau đớn dày vò đột nhiên lục thánh trung đập đầu liên tục xuống đất vang lên ầm ầm đùng đùng cuối cùng bất ngờ há miệng cắn vào bắp chân tô chiếu tô chiếu vùng chân đá y bay ra ngoài a à, lục thánh trung rơi xuống đất kêu lên đau đớn thê thảm không ngừng lăn lộn cắn vào tay mình đứt ra một miếng thịt nuốt sống sờ sờ máu me be bét vô cùng thê thảm thấy tình hình này tô chiếu lật ngón tay kẹp một viên thuốc đưa ra chắc là y không nói dối đâu cho y thuốc đi nam tử bên cạnh nhận lấy thuốc giải tránh đi, dẫm một cước lên ngực lục thánh trung, bóp lấy cầm y, bấm ngón tay ấn thuốc giải vào cổ họng y. Một lúc lâu sau, lục thánh trung như điên dại mới dần yên tĩnh lại, há miệng thở hổn hển. Nam tử dẫm lên ngực y mới buông chân ra quay lại. Người đi làm việc của mình đi, tôi chiếu dặn, nam tử kia chắp tay quay người bước nhanh rời đi. Lục thánh trung chậm rãi bỏ lên, ôm cánh tay chảy máu, lảo đảo đi tới, run rẩy hỏi, rốt cuộc ngươi đã cho ta ăn cái gì? Biết là cái gì cũng vô dụng, cần gì hỏi nhiều. Ta đã cho ngươi thuốc giải, hẳn là có thể áp chế 3 tháng không phát tác. 3 tháng, sau 3 tháng thì sao? Lại uống thuốc giải tiếp, lại có thể áp chế 3 tháng, cứ thế mà tiếp tục. Tô Chiếu nhàn nhạt, nhạt bỏ lại một câu, không nhanh không chậm rời đi. Lục Thánh trung chán nản lảo đảo ngã phịch xuống đất, cười thảm ha ha mãi không thôi. Trong địa lao phủ thứ sử, Thiệu Tam tỉnh lại dẫn Tô Chiếu đội đấu lạp đen đi vào. Trong lao, Thiệu Tam tỉnh xoay người nhìn lại, cửa lao mở ra, cai ngục đều tránh đi. Liễu Nhi không sao chứ? Tô Chiếu đi vào trong lao, xốc mũ lên hỏi. Thiệu Bình ba nhắm mắt một lúc mới mở ra, hỏi chuyện khác, nói chuyện bên ngươi đi, đã tra ra chưa? Không có, manh mối đứt giữa đường. Tô Chiếu kể lại đại khái tình hình. Thiệu Bình ba nhăn mày, chẳng lẽ Lục Thánh Trung động tay động chân? Đã loại bỏ, y không có vấn đề gì. Tô Chiếu khẽ lắc đầu, hẳn là có người để lộ tin tức Lục Thánh Trung bị bắt. Người ngươi mang tới không có vấn đề gì chứ? người ta mang đến hiện trường không biết nghiêu hữu đạo, nghiêu hữu đạo cũng không biết họ, người còn không biết tổ chức chúng ta sao, có thể có vấn đề gì, ta còn nghi ngờ người bên người kia, Tống Thư và Trần Quy Thạc kia không có vấn đề gì chứ. Có vấn đề ta đã không thu nhận bọn họ, ta đã điều tra cẩn thận, hai người bọn họ từng có mâu thuẫn gây gắt rõ ràng với nghiêu hữu đạo, không thể là người của hắn. Hiện trường cũng chỉ có những người đó, không phải liễu nhi để lộ tin chứ. Thiệu tam tỉnh bên ngoài phòng lao đáp, từ khi về nhà, tiểu thư vẫn bị trông giữ nghiêm ngặt, vẫn ngơ ngác ngồi đó, một giọt nước cũng không uống, nửa câu cũng không nói, ngay cả thứ sử đại nhân đến hỏi cũng cũng không lên tiếng, không thể để lộ tin tức được. Tô Chiếu trần trừ, chẳng lẽ là đàm diệu hiền đã thả đi kia? Thiệu Tam tỉnh vội liếc nhìn Thiệu Bình Ba, lại tiếp tục phục tùng rũ mí mắt. Thiệu Bình Ba bình tĩnh đáp, người của ta đã nhìn tận mắt y lên thuyền, sẽ không có vấn đề gì. Tô Chiếu trầm ngâm, vậy thật kỳ quái. Trước khi đi Lục Thánh Trung đã truyền tin ra nói muốn tới nước Tống, để nghiêu Hữu Đạo phái người tới nước Tống tiếp ứng. Bên này biết Lục Thánh Trung đã đi rồi, người liên lạc bèn rút lui. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu người xác định người bên đó không có vấn đề gì cũng chỉ có khả năng này. Tô Chiếu yên lặng gật đầu, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Trò chuyện một lát, Tô Chiếu rời địa lao quay lại Phủ Lăng Ba. Vừa về nội viện không lâu, tên thủ vệ lúc trước đi ra ngoài làm việc đã tìm tới nàng bẩm báo đã bắt được hỏa kế kia thẩm vấn là người ở bắc châu ba đời ở đây rồi chỉ là nhận tiền rồi làm việc cho người ta thôi căn bản không biết tình hình gì ai tô chiếu khẽ thở dài cũng không lạ coi như chuyện trong dự liệu nhìn tình hình là biết hỏa kế kia chỉ là chân chạy nào có biết cơ mật gì muốn tìm hiểu lần mò lên gốc cũng không được rồi không biết sốt cuộc như hữu đạo sắp xếp bao nhiêu người ở phủ bắc châu là những ai đến đánh ta trong sơn cốc, dưới vách đá dựng đứng, như hữu đạo vẫy tay với hắc mẫu đơn. Hắc mẫu đơn còn tưởng mình nghe lầm, đánh ngài. Như hữu đạo cười gật đầu, không sai. Đến, đánh ta một trường thử xem. Đạo ra, ngài đang làm khó ta sao? Người nghĩ nhiều rồi, ta đang luyện công. Luyện công, hắc mẫu đơn ngạc nhiên, hỏi thử, vậy ta đánh thử một trường nhé. Đừng nói nhiều, bảo ngươi đánh thì ngươi đánh đi. Nhanh lên, được, đạo ra, vậy ngài cẩn thận đấy. Hắc mẫu đơn nhắc nhở trước, chợt vỗ ra một trường. Như hữu đạo lật tay tung một trường ra đón, hắc mẫu đơn liếc mắt, đánh một trường lên không chung, bản thân xoay người tránh đi. Như hữu đạo sầm mặt, bảo ngươi đánh, ngươi tránh cái gì? Hắc mẫu đơn cười khổ, đạo ra, trường lực của ngài rất bá đao, ta đã được chứng kiến từ chỗ lôi tông khang rồi, cũng có nghe lôi tông khang nói rồi, trưởng lực rất đáng sợ. Nàng vẫn nhớ mồn một khi ở ngoài trích tinh thành, lôi tông khang đối trưởng với như hữu đạo, nửa người kết xương, nửa người nóng hầm hập ngẫm lại cũng thấy khó chịu nàng không muốn nếm thử tư vị đó như hữu đạo liếc mắt ta không đánh trả chỉ phòng thủ nhanh lên đừng lề mề luyện càn khôn na di có vài phần tâm đắc hắn nóng lòng muốn thử thật sao hắc mẫu đơn có vẻ nghi ngờ người có đánh không như hữu đạo hỏi lần cuối hắc mẫu đơn bất đắc dĩ nhắc trước một tiếng được xem chiêu nàng lách mình xông đến vỗ ra một trường như hữu đạo lập tức vỗ ra một trường đón lấy ầm um, hai trưởng va chạm, như hữu đạo vung tay kia hất lên, tay áo bay lồng lộng, gió mạnh quạt tứ phía. Hắc mẫu đơn đánh ra một trường hơi ngơ ngác, đúng là phòng thủ thật, lòng bàn tay đạo ra không phát ra tí lực nào. Như hữu đạo nhíu mày, lực đạo quá nhỏ, người không dùng hết pháp lực để tấn công. Lại đến, hắc mẫu đơn nào dám xuất thủ vào chỗ chết, thấy vậy, lập tức đánh ra một trường nữa. ầm, uhm, như hữu đạo lại đón thêm một trường, lần này gió lớn thổi bốc lên cả một mảng đá lớn trong sơn cốc hắc mẫu đơn kinh ngạc trường này của mình uy lực không nhỏ đạo gia không phản kháng ngạnh kháng một trường mà còn thân hong động tu vi của hai người tranh lệch lớn vậy sao hiển nhiên nghiêu hữu đạo đánh sướng nghiện rồi quát lên bảo ngươi dốc hết toàn lực lại đến đạo gia cẩn thận hắc mẫu đơn nhắc nhở lần này không khách khí nữa đánh ra thêm một trường ầm ừ, một trường đón lấy nghiêu hữu đạo vung cánh tay còn lại ra bốc lên gió lớn gào thét như cuồng phong lại đến nhanh liên tục tấn công chương 344, trong núi, hắc mẫu đơn bay dần lên, liên tục bắn trưởng tấn công. Nhiều hữu đạo vẫn sừng sướng đứng đó bất động, đón lấy từng trưởng một. Hắc mẫu đơn càng đánh càng kinh hãi, đối phương hoàn toàn không phản kháng, thậm chí không phòng ngự, mình liên tục đánh chúng đối phương hoàn toàn, vậy mà hắn có thể cứng rắn chịu được nhiều như vậy, gần như vẫn sừng sướng đứng yên bất động. Nàng cũng nhận ra dị thường, mỗi một trưởng mình đánh chúng đạo ra, sau lưng hắn sẽ có một trận gió cực lớn, chỉ là nàng không rõ chuyện gì xảy ra. Song trưởng nàng tấn công càng lúc càng nhanh, được rèn luyện liên tục, dường như nghiêu hữu đạo lại vỡ ra điều gì đó, không cần phải vung cánh tay kia ra nữa, cùng đưa hai tay ra đón. Song phương giao thủ một lúc lâu, đột nhiên nghiêu hữu đạo lách mình tránh đi, khoát tay áo, ra hiệu dừng lại ở đây. Đứng vững lại, hắc mẫu đơn kinh ngạc ngẩn ngơ, nghiêu hữu đạo hơi bất mãn ngẫm nghĩ lại lắc đầu, xem ra càn khôn na di của mình còn kém lắm, người ta đánh ra được lực đạo thành hình, mình còn không thể chuyển di thành hình được, tràn ra một cơn gió thì tính là gì? Cơn gió đó tức là lực cản của bản thân hắn phải chịu vẫn còn rất lớn, đụng phải người có tu vi cao thâm chắc chắn ăn thiệt. Càn khôn vận chuyển, vô thủy vô chung, vạn vật hương suy, ngã tự bất diệt. Càn khôn na di là tâm pháp tối cao nằm trong càn khôn quyết. Đoạn văn này lại là đoạn văn cuối cùng của bản tâm pháp tối cao đó, cũng là đoạn văn kết thúc của cả bản càn khôn quyết, có thể nói là mang chọn ý nghĩa quan trọng của bản tâm pháp. Ngay từ đầu. Nưu Hữu Đạo cũng không hiểu lắm đoạn văn này có ý nghĩa gì, nhưng từ lúc hắn chiếu theo công pháp đó tu hành, hắn rốt cuộc đã hiểu ra. Ý đại khái của nó là, mặc kệ thiên địa càn khôn vận chuyển như thế nào, ta vẫn có thể đứng ở trung tâm, không bị bắt đầu và kết thúc quấy nhiễu. Mặc kệ mọi thứ xung quanh mạnh đến cỡ nào, ta vẫn đứng ở đó. Sau khi Nưu Hữu Đạo hiểu ra, hắn phát hiện điều này rất thú vị, ý nghĩa quan trọng của càn khôn quyết chính là đạo cân bằng, tâm pháp tối cao không phải là công mà là thủ. Tóm lại, bất kể thế nào, nhiều hiếu đạo cũng biết hắn còn cách cảnh giới càn khôn vận chuyển, vô thủy vô chung, vạn vật hương suy, ngã tự bất diệt rất xa. Thấy hắc mẫu đơn đang hoài nghi nhìn mình, nhiều hiếu đạo mỉm cười khua tay, được rồi, người đi làm chuyện của ngươi đi, để ta yên tĩnh một mình. Vâng, hắc mẫu đơn lên tiếng đáp một câu, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Nhiều hiểu đạo khoanh chân ngồi tính tọa ngay tại chỗ, lặng lặng suy nghĩ quá trình vừa nãy. Trong lúc hắn đang cảm ngộ, viên phương bay đến, kêu lên, đạo ra như hữu đạo lấy lại tinh thần quay đầu liếc y một cái biết y nếu không có việc gì sẽ không đến quấy rầy hắn viên phương cũng không nói gì nhiều chỉ ngồi bên cạnh đưa cho hắn một bản mật tín có nội dung tin tức bắc châu như hữu đạo đưa tay nhận lấy sau khi xem qua nội dung hắn cau mày nói lục thánh trung bị bắt rồi sao viên phương tức giận vung tay y làm phản rồi ta đã sớm thấy tên đó không đáng tin mà như hữu đạo lắc đầu tên yêu quái này người rộng lượng chút đi Cần Chi phải tính toán chi ly chuyện này. Ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi y làm phản. Người ta không nhận được lợi lộc gì từ mình, người ta cũng chẳng có lý do gì vì mình mà chết cả. Sâu Kiến còn ham sống mà huống chi là con người, tự vệ cũng có thể hiểu. Điều làm ta cảm thấy kỳ quái chính là, bởi vì tiếc mệnh, cho nên tên khốn đó mới bảo vệ bản thân, tại sao lại không cẩn thận để bị bắt như vậy? Y đã bắt hiệu Liếu Nhi và Đàm Diệu Hiển, để cho hai phàm phu tục tử trốn thoát thì không nói chính bản thân y lại bị người ta bắt một cách dễ dàng, nhất định là y đã gặp biến cố bất ngờ nào trong đó. Viên Phương nói, cũng may mà Ngụy Đa kịp thời biết được manh mối bị mất, nếu không, Ngụy Đa chắc chắn đã gặp phiền phức. Nghiêu Hữu đạo thầm nhủ, việc này cũng bởi vì đường nghi mà ra. Ta không biết gây ra chuyện như vậy, Đại Thiền Sơn có để cho Thượng Thanh Tông tiếp tục ở lại Bắc Châu hay không? Con người viên phương đảo một vòng, tiện thể hỏi một câu, nghe nói Thiệu Bình Ba đang đuổi theo ai đó. Đạo gia, có phải ngài cố tình muốn cho Đại Thiền Sơn đuổi Thượng Thanh Tông ra khỏi Bắc Châu hay không? Nghiêu Hữu Đạo quay sang, lặng lẽ liếc xéo, tự vả miệng mình. Bốp, viên phương lập tức tát cho mình một cái thật nhẹ, sau đó cười một cách bị ổi, là ta nói bậy, là ta nói bậy. Đúng là trộm thì có não của trộm, có giỏi thì nên dồn nhiều sức lực cho việc tu hành, gia tăng tu vi của mình thì tốt hơn. Bây giờ, người có được điều kiện tu hành tốt như vậy, người khác cầu còn không được, người suốt ngày đi lo chuyện bao đồng làm gì. Ta biết rồi, ta nhất định sẽ chịu khó tu luyện. Gần đây tu vi của ta tiến bộ không ít, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ đột phá trúc cơ kỳ. Nưu Hữu Đạo biết tốc độ tu hành của gã nhanh, nhưng vẫn có chút ngoài ý muốn. Hắn phát hiện tên yêu tinh kia nghe Phật nhiều năm ở chùa Nam Sơn, từ đó ngộ ra công pháp tu hành đúng là không bình thường. Trước kia, y không có tài nguyên để tu hành thì nhìn không ra. Bây giờ có tài nguyên tu hành rồi, tốc độ chân chính đột nhiên tăng mạnh. Hắn đã hỏi qua tình huống tên yêu tinh kia nói cũng chẳng rõ ràng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đưa ra một thuyết pháp mà y hết lòng tin theo, Phật tổ phù hộ. Điều này khiến Nghiêu Hữu Đạo không phản bác được, mạng sống của yêu tinh kia là do đệ tử Phật môn nhặt về, lại nghe được Phật âm mà tiến vào con đường tu đạo, ai có thể nói không phải Phật tổ phù hộ. Cho dù là vậy, Nghiêu Hữu Đạo sợ y kiêu ngạo, vẫn phải đả kích y, người ít làm ra vẻ đi. Ngươi cho rằng ta không biết thời gian ngươi cùng đám hòa thượng kia tụng kinh nghiệm Phật còn nhiều hơn thời gian ngươi tu luyện sao. Viên phương cúi đầu chọc chọc cục đá trên mặt đất, nhưng niệm kinh tụng Phật, tu luyện mới nhanh mà. Đối với tín ngưỡng của y, nhiều hữu đạo cũng không cách nào chỉ trích. Nói mãi cũng không rõ, hắn chuyển sang chủ đề khác, người đi thông báo cho người của ba phái, đến nước tống tiếp ứng người trở về. Trước khi Lục Thánh Trung ra tay ở Bắc Châu, trước đó y đã phát ra tin tức tiếp ứng, yêu cầu ba phái bên này phái nhân thủ sang bên đó. Bây giờ hiển nhiên không cần thiết phải tiếp ứng nữa, chỉ có thể đưa người trở về. Vâng. Viên Phương nhanh chóng rời đi, Ngưu Hữu Đạo cũng đứng dậy rời khỏi sân cốc. Khi đi ngang qua một sườn núi, hắn liền dừng lại, chỉ thấy trên một khu đất bằng dưới núi đang có 200 thiếu niên mặc đồng nhất quần áo màu xám, xếp hàng thẳng tắp, đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Viên Cương chắp tay đứng đằng trước đội ngũ, nhìn bốn người Phong, Lâm, Hỏa, Sơn đang trợ giúp uốn nắn tư thế cho đám thiếu niên kia. Trong lúc vô tình nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đang đứng giữa sườn núi, Viên Phong chạy đến trước mặt Viên Cương, chỉ chỉ ra đằng sau, không biết nói thứ gì. Viên cương nhìn lại, thấy Ngưu Hữu Đạo, lập tức quay người bước đến. Đạo ra, viên cương đến gần, lên tiếng chào hỏi. Ngưu Hữu Đạo nói, nghe nói người đã về được một khoảng thời gian rồi. Viên cương, ta nghe ngài đang tu luyện, nên không dám đến quấy giày. Ngưu Hữu Đạo hất cằm xuống dưới núi, đây là người mà ngươi đã luyện ra được. Viên cương gật đầu nói, vốn định để đám người đại bổng dậy 100 người, nhưng tìm kiếm khắp nơi, có thể vì dinh dưỡng không theo kịp, người kế tục thích hợp lại khó tìm, thà thiếu chứ không ẩu được, mỗi người chỉ tìm được 80 người mà thôi. Như hiểu đạo cười ha hả, viên phương rất có ý kiến với người đấy, lúc nào cũng lại nhảy với ta, nói người đang dạy đám tiểu tử này nấu ăn thì có. Viên cương đáp, huấn luyện cường độ cao, dinh dưỡng không theo kịp là không được. Đám hòa thượng dưới tay y, không cất rượu thì cũng tụng kinh, lúc nào cũng vây quanh bên cạnh đạo gia. Với lại, phải chăm lo chuyện cơm nước cho nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ rất bận, để bọn chúng tự chăm bản thân cũng tốt. Lát nữa, ta sẽ để cho bọn chúng xuống hạ du khai khẩn đất hoang để trồng trọt, làm chuồng trại chăn nuôi heo. Mấy bã rượu cũng đừng lãng phí, cứ đưa hết cho ta, để ta nuôi heo. Ta tin rằng không bao lâu nữa, bọn chúng có thể tự cung tự cấp cho mình. chương 345, bỏ đi oan ức một. Khóe miệng nghiêu hiểu đạo giật giật vài cái, người đúng là người đi đến đâu cũng không quên trồng rau nghe nói người còn thường xuyên lên lớp dạy học cho bọn chúng. Viên cương biết hắn đang lo lắng chuyện gì, ngài yên tâm đi, bây giờ ta chưa dạy cho chúng những thứ có thể gây phiền phức cho bên này, chỉ là có một số đứa trẻ nhà nghèo chưa từng đi học, những kiến thức căn bản vẫn phải dạy, rốt quá cũng không tốt. Tối thiểu cũng phải biết đọc biết viết, nếu không, đi ra ngoài người ta viết gì cũng không biết thì sao được. Nghiêu Hữu đạo nói, ta biết ngươi là người tốt, nhưng cũng đừng quá chú tâm đối với đám tiểu tử này. Bên ngoài vẫn còn nhiều thứ đáng chú ý hơn, vạn nhất có việc thì cũng biết cách đối phó. À, việc thu thập và chắt lọc thông tin tình báo ở Ngũ Lương Sơn, ta đã giao cho người đấy nhé. Viên cương gật đầu, yên tâm đi, ta vẫn không lơ là chuyện này. Người tự nắm chắc tiến độ là được, chúng ta qua chỗ Ngũ Lương Sơn xem một chút đi. Nghiêu hiểu đạo vỗ vai hắn ta, sau đó quay người đi. Hắn đúng là có chút bó tay với viên cương. Trong thế giới tu sĩ vi tôn, hắn ta lo làm mấy chuyện thất loạn bát tao đó làm gì. Tinh lực chẳng đặt đúng chỗ gì cả. Viên cương thủ thế với đám người bên dưới, để bọn họ tự tập luyện, còn hắn ta thì đi theo đằng sau nghiêu hữu đạo. Có rất nhiều hang động được mở ra trên một vách núi, chính là địa bàn của ngũ lương sơn, thỉnh thoảng nhìn thấy có đại bàng bay ra bay vào. Trưởng môn ngũ lương sơn công tôn bố bước ra đón tiếp. Nghiêu hữu đạo có ý muốn dạo quanh xem một chút, công tôn bố liền dẫn hắn đi tham quan. Nghiêu hữu đạo không quan tâm đến khu sinh hoạt lẫn tu luyện của bổn phái, cái mà hắn muốn xem chính là phương diện tình báo. Trong hang động có mấy gian phòng nuôi đại bàng, Ngưu Hữu Đạo đã tốn rất nhiều tiền để mua một lượng lớn đại bàng, thỉnh thoảng có đệ tử Ngũ Lương Sơn gửi tin tức đến. Tin tức truyền đến sẽ được đưa đến một gian thạch thất khác. Sau khi tin tức được ghi chép lại rõ ràng, chúng sẽ được chuyển đến một gian thạch thất khác nữa để tiến hành chọn lọc và cất giữ, dễ dàng cho việc tìm đọc. Viên cương quản lý nơi này, quy trình tình báo cũng do một tay hắn ta định ra. Hắn ta biết Ngưu Hữu Đạo muốn cái gì. Sau khi cùng với công tôn bố rời khỏi sơn động, nhiều hữu đạo bỗng nhiên nói một câu, Lục Thánh Trung đã bị Thiệu Bình ba bắt ở Bắc Châu rồi, chuẩn bị áp giải về bên này. Hắn chỉ nói đại khái tình huống, bởi vì có một số việc cũng không cần bên này phải biết. Công tôn bố nghe xong, mặt đen lại, trong môn liên tiếp có đệ tử phản bội, bảo ông ta làm sao mà chịu được. Để ta phái người đi thanh lý môn hộ, công tôn bố tức giận nói một câu, như hữu đạo khoát tay nói, không cần đâu, quan sát cẩn thận rồi nói sau. Huống chi Bắc Châu có đại thiền sơn, Ngũ Lương Sơn của ngươi chẳng làm gì được người ta đâu, có đến cũng tự rước lấy nhục mà thôi. Ta nói với ngươi một tiếng, chính là để ngươi hiểu rõ. Chuyện này tạm thời ngươi đừng nói cho người khác biết, ta muốn xem tình huống như thế nào. Đạo gia, gia có gia pháp, môn có môn quy. Công Tôn Bố nhắc nhở một câu, người bên này đều gọi như hữu đạo là đạo gia, Ngũ Lương Sơn phụ thuộc người ta, xưng hô khác dường như không quá phù hợp. Ông ta cũng theo người ta mà sửa lại, chỉ là tuổi tác của ông đã cao lại gọi hắn một tiếng đạo gia đúng là có chút là lạ khó gọi quá môn quy cũng chỉ vì muốn tốt cho môn phái chỉ cần có lợi cho ngũ lương sơn cớ sao mà không làm công tôn bố im lặng đúng lúc này hắc mẫu đơn bay đến bước nhanh về phía trước bẩm báo đạo gia nhóm người vương ra đến muốn gặp ngài nghiêu hữu đạo liền cáo từ nhanh chóng rời đi hắn không muốn để thương triều tông chờ lâu đám người thương triều tông đang đứng gần sân huấn luyện của thuộc hạ viên cương lúc này một đám tiểu tử đang chạy vượt chướng ngại vật nhảy qua bức tường cao làm bằng ván gỗ nhảy vào hố sâu rồi leo ra băng qua cầu độc mộc bỏ qua mấy tấm lưới mông sơn minh cũng đến đang ngồi trên xe lăn nhìn chăm chú tình hình huấn luyện trên sân biểu hiện dần dần ngưng trọng ánh mắt thương triều tông cũng hiện lên sự chú tâm hai người xuất thân thống binh dường như đã nhận ra được manh mối nào đó lam như đình và thương thục thanh vẫn ổn trên thực tế một trong những nguyên nhân có thể khiến cho mông sơn minh ngồi xe lăn đến đây là vì nghe thương thuộc thanh bên này nói, viên cương nuôi một đám thiếu niên, dường như đang luyện binh, chỉ là không thao luyện đao thương, càng không tập luyện trận pháp, phương thức luyện binh có chút kỳ lạ. Tại sao lại có phương pháp cổ quái như vậy? Vì thế mông sơn minh đã cố ý chạy đến xem, mông bá bá, người đã từng nhìn thấy kiểu luyện binh như thế chưa? Thương Triều Tông hỏi một câu, mông sơn minh lắc đầu, ta chưa từng thấy qua. Thương Triều Tông nói, nếu không, chúng ta cũng lựa một vài người sang hỗ trợ cho bên này một chút hắn ta không dám khinh thường cách làm của bên này cảm giác cách làm đó có thể mang lại tác dụng mới mẻ mông sơn minh nói chúng ta cũng không biết bọn họ luyện để làm gì luyện pháp này không thích hợp ra chiến trường trùng sát cứng đối cứng giữa hai bên địch ta động tác của đám tiểu tử đó còn rất vụng về hiển nhiên bọn chúng chỉ vừa mới bắt đầu cũng chỉ thao luyện cơ bản còn không biết về sau có tác dụng gì nữa hay không ông chỉ nhìn lướt qua đã nhìn thấy rất nhiều điểm yếu trong đó thương thục thanh đang nhìn chung quanh đột nhiên lên tiếng ca đạo ra đến mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy nghiêu hữu đạo đang dẫn một số người đi đến vương gia giá lâm tại hạ không tiếp đón từ xa mông tiên sinh lam tiên sinh nghiêu hữu đạo hành lễ về phần thương thục thanh thì thôi ngày nào y cũng ở đây cũng không cần khách sáo hai bên chào hỏi nhau một phen thương triều tông hỏi viên cương viên huynh người đang luyện binh sao Viên Cương cứ xem là thế. Thương Triều Tông cười nói, thật ra đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy phương thức luyện binh này. Nếu không, để ta phái một số người đến đây để học hỏi một chút. Viên Cương đáp, Vương gia, ta chỉ luyện chơi thôi, không thích hợp pha chạm ngoài chiến trận. Chiến trận chém giết còn không bằng thao luyện bên kia của Vương gia. Nói đến đây, Mông Tiên Sinh là người trong nghề, có cơ hội ta còn muốn nhờ Mông Tiên Sinh chỉ điểm đám tiểu tử này vài đường. Ánh mắt Viên Cương hiện lên sự chờ mong bởi vì hắn ta đã nghe uy danh của vị tướng này. Viên cương không dám khinh thường một đại danh tướng dày dặn kinh nghiệm xa trường. Loại người như vậy, tất nhiên có chỗ độc đáo của mình. Ở một số phương diện, hắn ta không cho rằng kinh nghiệm đời trước của mình có thể so sánh được với vị này. Mông Sơn Minh khẽ gật đầu, chỉ cần ngươi không chê lão già tàn phế ta là được. Lúc này, viên cương khó có lúc ôm quyền, chắp tay cúi đầu cảm ơn. Một đám người đẩy xe lăn chở Mông Sơn Minh dạo bước chung quanh sân thao luyện vừa đi vừa trò chuyện. Vương gia đến đây, không biết có gì phân phó. Như hữu Đạo hỏi một câu, Lam Nhược Đình đáp thay, "Đạo gia, là như vậy, người cũng đã từng đến bí địa bên kia, lão tiên sinh công tôn Thiết Như mang theo một đám đệ tử rời núi, muốn chế tạo binh khí cho vương gia." Đất trống ở đây của đạo gia còn nhiều, pháp sư cũng không ít, có thể chiếu cố một chút, cũng tương đối an toàn. Cho nên, chúng ta muốn chọn một nơi ở đây để khai lò, không biết ý của đạo gia như thế nào ta thì không thành vấn đề. Nghiêu hữu đạo đồng ý ngay, không biết việc huấn luyện anh dương vũ liệt vệ bên phía vương gia tiến triển như thế nào. Sau khi thành lập đường dây liên lạc trực tiếp với Hải Như Nguyệt, người phụ nữ đó luôn hỏi về việc này. Cho dù bà ta không hỏi, hắn cũng có chút chú ý, nhưng dường như không thấy động tĩnh nào lớn. chương 346, bỏ đi oan ức 2. Thương Triều Tông đáp, ta có thể nói chỉ mới bắt đầu sơ bộ mà thôi, vẫn còn đang chiêu mộ và chọn lựa binh lính thích hợp. Nhưng vấn đề bây giờ chính là, kỵ binh nhiều thì cần chiến mã nhiều, mà việc mua sắm chiến mã lại là một rắc rối. Thiên Ngọc Môn đã phái người đi mua chiến mã dư của nước tề, chỉ là. Hắn ta lắc đầu nói, như hữu đạo hỏi, không đủ tiền. Lam Nhược Đình đáp thay, trong chuyện này, tiền chỉ là vấn đề tiếp theo. Chiến mã đối với bất kỳ một quốc gia nào mà nói, cũng đều là tài nguyên quân sự quan trọng. Không có quốc gia nào không chú ý đến việc vận chuyển chiến mã đến nước khác, trên đường đi sẽ thiết lập các trạm. Vấn đề lớn nhất ở đây, nước Tề sẽ đích thân khống chế việc quản lý vận chuyển chiến mã sang nước khác, tương đối nghiêm khắc. Điều này khá phiền toái. Bên phía Thiên Ngọc môn truyền đến tin tức, bọn họ dường như đang gặp phải trở ngại không nhỏ, sợ hoàn thành không được. Còn tình huống cụ thể, Thiên Ngọc môn không có nói rõ. Ừm, Ngưu Hữu đạo gật đầu, ra vẻ đã hiểu, cũng không hỏi gì thêm. Thiên Ngọc môn,